25 năm qua, nhẫn nại chờ đợi. 25 năm qua, đau đớn khôn cùng. Nhưng rồi vì anh, mọi thứ đều trở nên đáng giá. Dù trải qua bao nhiêu tăm tối lạnh lẽo, thì nay đã có anh, đem lại ánh sáng và hơi ấm cho em. Cho dù bị bệnh tự kỷ thì như thế nào, tình yêu và sự kiên trì cũng sẽ mang em về bên cạnh anh, vì đó là anh. Âu Dương Khải là người thừa kế của gia tộc Âu Dương, một trong bốn gia tộc lớn nhất ở thành phố A. Âu Dương Khải mắc bệnh tự kỷ nặng từ khi còn nhỏ vì bị cha mẹ bỏ rơi. Trong 25 năm qua, bóng tối là màu sắc duy nhất của anh. Tuy nhiên trong một lần tình cờ, anh lại gặp được màu sắc duy nhất của đời mình, đó là Sở Vị Y. Nhưng tình yêu của hai người họ chưa kịp ngỏ lời, anh đã nghe tin cô đi du học ở Anh. Căn bệnh tự kỷ của anh ngày càng nặng. Sau 3 năm xa cách và trải qua sóng gió, định mệnh đưa hai người lần nữa gặp lại nhau. Nhưng liệu lần này có kết thúc hạnh phúc nào dành cho anh và cô? Câu chuyện tình yêu thiếu gia hào môn mắc bệnh tự kỷ và cô nàng bác sĩ tâm lý này sẽ có những diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý khán thính giả cùng đón nghe trọn bộ truyện trên kênh YouTube Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình qua giọng đọc của Hạ Vũ. Rất mong nhận được sự đón nhận của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh để Team Chuyện có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Chúc khán thính giả có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện. Âu Dương Khải là người thừa kế của gia tộc Âu Dương, một trong bốn gia tộc lớn nhất ở thành phố A. Âu Dương Khải mắc bệnh tự kỷ nặng từ nhỏ vì bị cha mẹ bỏ rơi mình. Trong 25 năm qua, bóng tối là màu sắc duy nhất của anh. Tuy nhiên trong một lần tình cờ, anh lại gặp được màu sắc duy nhất của đời mình, đó là Sở Vị Y. Sở Vị Y 18 tuổi, là học sinh năm cuối của trường cấp 3 Minh Châu, trường trung học phổ thông trọng điểm ở thành phố A. Ba cô là một công chức của chính phủ, mẹ là một bà nội trợ toàn thời gian chăm lo cho cuộc sống hạnh phúc gia đình ba người. Cuộc sống của Sở Vị Y ngập tràn vui vẻ hạnh phúc. Cô còn có một người bạn thân tên là Tiếu Tiếu. Đó là một người bạn tuyệt vời. Vị Y, cậu nhìn xem người đó là ai? Tuyết dày như vậy mà đứng ở ngoài như vậy. Do không sợ lạnh hay là bị tâm thần? Tiếu Tiếu sau khi làm toán xong thì ngắm tuyết rơi ngập trời qua khung cửa sổ. Sau đó cô ấy nói với Sở Vị Y vẫn đang cặm cụi làm bài. Tiếu Tiếu, cậu đừng nói chuyện phiếm nữa. Cậu đã tụt hạng trong kỳ kiểm tra tháng trước rồi đó. Xem chú cậu sẽ trừng trị cậu như thế nào. Sở Vị Y ngẩng đầu cười, rồi cũng vụng trộm nhìn ra cửa sổ, thấy được người không sợ lạnh kia. Âu Dương Khải, anh ta không sợ lạnh sao? Trong lòng Sở Vị Y tự hỏi. Tớ xuống dưới đi bộ một chút, cậu có cần gì không? Vị Y nhẹ giọng hỏi người đang vừa cười vừa nói chuyện với bạn học khác. Tớ muốn một túi khoai tây chiên, để ban đêm ăn. Khi Sở Vị Y xuống lầu mua khoai tây chiên và uống một cốc trà sữa nóng, cô bước đến người đang cầm ô và đứng bất động trên sân tập. Trà sữa cho anh. Sở Vị Y nhẹ nhàng nói với Âu Dương Khải. Đột nhiên Sở Vị Y cảm thấy sững sờ, bởi vì trong mắt người này không có cái gì cả. Không có bất kỳ thứ gì, cứ như là một mô hình, trống rỗng, dường như ngay cả không khí cũng không thể xâm nhập vào thế giới của anh. Đau quá! Sở Vị Y cảm thấy trái tim mình nhói đau, một loại cảm giác không nói nên lời, lập tức vây quanh Sở Vị Y. Có chuyện gì sao? Nhìn quần áo của anh ta mặc cũng biết là người giàu có. Sao mình lại có cảm giác này? Sở Vị Y nghĩ trong lòng, sau đó lắc đầu rồi đưa trà sữa cho anh, chuẩn bị rời đi. Có lẽ chỉ là cảm giác nhất thời trong lòng cô, có thể là do làm bài tập nhiều quá. Lớp 12 thực sự là một quãng thời gian tra tấn người khác. Tên gì? Giọng nói của Âu Dương Khải chẳng những nghe lạnh lùng cứng ngắc. Anh dùng bàn tay lạnh lẽo níu lấy Sở Vị Y chuẩn bị rời đi. Giờ nghỉ trưa đến gần, trên sân tập ngày càng đông người hơn. Vị Y không muốn dây dưa với anh, muốn mau chóng quay về thật nhanh, nên nhanh chóng nói. Vị Y... Sau đó quay người vội vã rời đi, bởi vì trời đang rất lạnh. Sở Vị Y đã rời đi, nên không kịp chú ý tới ánh mắt của Âu Dương Khải tràn đầy sự lạnh lẽo suốt 25 năm qua, bắt đầu có một chút ấm áp. Một thứ gọi là hy vọng hoặc là niềm tin đã được thắp lên trong anh. Vị Y, anh khẽ thì thầm. Một chiếc siêu xe Maybach màu đen đi tới đậu ở ngoài cổng trường. Anh liền quay người đi về phía cổng trường. Với thân phận của mình, Âu Dương Khải đã tìm được tất cả thông tin liên quan đến Sở Vị Y.
Từ khi Sở Vị Y sinh ra đến nay, mọi thứ đều được hoàn thành văn bản, đặt trên bàn làm việc của anh. Anh gần như là tham lam xem từng chữ, từng thông tin về Sở Vị Y, hay đúng hơn là từ người con gái có thể mang lại sự ấm áp đó cho anh. Có vẻ như sau khi xem xong hết những tài liệu này, anh cảm thấy ấm áp và hy vọng, bóng tối không còn bao quanh anh. Khải gần đây khỏe không? Trong căn biệt thự ở bờ biển, một người đàn ông khoảng 60 tuổi với mái tóc mai bạc trắng hai bên, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén, hỏi người quản gia đứng đối diện. Vẫn như trước đây, nhưng gần đây cậu chủ đã điều tra thông tin của một cô gái. Người đàn ông như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi trầm tư nói. Cậu Toàn, tìm tất cả những tài liệu liên quan đến cô gái đó cho tôi, ngay lập tức. Người đàn ông từng trải qua nhiều thăng trầm này có thể cảm nhận được rất rõ ràng rằng cô gái mà Khải đang điều tra này có thể sẽ thay đổi được người thừa kế của gia tộc Âu Dương. Cuộc sống của Khải có thể sẽ không còn u ám nữa, có thể bù đắp cho cuộc hôn nhân bất hạnh của con trai và cho cả cháu của ông. Thậm chí còn có thể mang lại cho anh một cuộc sống khỏe mạnh. Vì vậy, hãy để cô gái này ở bên cạnh Khải bằng bất cứ giá nào. Bằng mọi cách, lúc này Sở Vị Y đang ngồi đọc sách ở nhà, không hề biết rằng cuộc sống của cô đã lặng lẽ thay đổi vì buổi chiều hôm đó, hay vì ly trà sữa và ánh mắt đau lòng ấy. 2 tháng sau, kỳ thi cuối kỳ đã kết thúc. Năm 12 ở cấp 3 của Sở Vị Y cũng kết thúc. Sở Vị Y, đến phòng họp trên lầu 4 đi, có giáo viên tìm cậu. Lớp trưởng nói với cô. Cảm ơn lớp trưởng. Sở Vị Y tinh nghịch trả lời. Cô vì thi cuối kỳ không tệ, nên tâm trạng của Sở Vị Y cũng vui vẻ và thoải mái hơn. Cốc cốc, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Mời vào. Vâng. Giọng nói này không giống của giáo viên. Chuyện gì thế này? Bước vào phòng họp, Sở Vị Y nhìn thấy một ông già và một người đàn ông trung niên, trông rất phong độ và đứng đắn. Là chúng tôi tìm cô. Bác Toàn nhìn thấy sự nghi hoặc của Vị Y, nên giải thích nguyên nhân với cô. À vâng, mọi người là... Sở Vị Y hỏi. Còn nhớ người này không? Bác Toàn lấy ra một tấm ảnh đưa cho Sở Vị Y xem thử. Vâng, còn nhớ ạ. Mọi người là người nhà của anh ta. Sở Vị Y nhớ rõ người trên ảnh kia. Anh để lại cho cô ấn tượng quá sâu sắc. Mặc dù chỉ là thoáng qua, nhưng ánh mắt đen láy thông minh ấy lại khắc sâu vào lòng Sở Vị Y. Ông là ông nội của cậu ấy. Ông lão luôn im lặng bỗng nhiên lên tiếng. Ông đã luôn quan sát cô ngay từ đầu. Bây giờ ông càng vững tin hơn về cô gái tên Sở Vị Y này có thể cứu lấy cháu trai của ông ấy, vì trên người cô như tỏa ra ánh dương. Ông hy vọng cháu có thể trở thành bạn của cháu ông. Hả? Sở Vị Y ngây cả người. Trời ạ, đây là tình huống gì thế này? Sao vừa bước vào phòng đã lên tiếng bảo làm bạn gái của cháu ông ấy? Khải mắc bệnh tự kỷ nặng. 25 năm qua cho đến bây giờ, nó luôn giấu mình bên trong thế giới của chính nó. Đây là điều duy nhất mà một người ông nội như ông không thể chấp nhận được. Nó không bước ra khỏi đó, cũng không cho chúng ta bước vào. Cách đây không lâu, nó đã điều tra tất cả tư liệu về cháu. Đây là lần đầu tiên nó chủ động làm một việc gì đó. Khi nhìn thấy ảnh của cháu, ánh mắt của cháu trai ông đã có một chút ấm áp, một chút tình cảm. Thậm chí nó còn chủ động đến hỏi bác sĩ làm sao để có thể nắm bắt được sự ấm áp. Cháu gái à, cháu có thể đem lại ánh nắng cho nó, giúp ông một lần đi. Bởi vì cha mẹ của nó, nên nó đã tự giam mình trong bên thế giới u tối đó. Là lỗi của ông. Giờ phút này ông ấy không còn là người có thể hô mưa gọi gió. Ông ấy chỉ có một mong muốn duy nhất là cháu trai mình có thể tìm thấy được ánh sáng. Ông ấy cầu xin cô gái ngập tràn ánh nắng trước mặt mình với thái độ thành khẩn, thậm chí là hèn mọn, cầu xin cô mang lại sự ấm áp cho cháu trai của ông ấy, đưa anh ra khỏi thế giới u tối đó. Bởi vì là cô, cũng chỉ có thể là cô. Cháu... Sở Vị Y khó khăn nói, cô không biết làm sao có thể biểu đạt suy nghĩ của mình ngay lúc này. Trong lòng cô vô cùng cảm động và thương xót cho ông lão đang đau lòng vì cháu trai của mình, lại cảm thấy đau lòng hơn vì Âu Dương Khải luôn ở trong thế giới u tối kia. Cháu đồng ý, nhưng bây giờ cháu còn đang ôn thi, đặc biệt là sắp đến kỳ thi đại học, thời gian cũng không còn nhiều. Nếu có thời gian rảnh, cháu sẽ đến thăm anh ấy, chúng cháu có thể làm bạn được không? Cháu gái, cảm ơn cháu.
Thật cảm ơn cháu, cảm ơn. Đôi mắt của ông lão cũng đỏ lên. Cảm ơn cô Vị Y. Bác Toàn đứng bên cạnh cũng nói với vẻ cảm kích. Ông ấy đã nhìn thấy Khải từ khi còn là một cậu bé. Đứa trẻ này phải chịu rất nhiều đau khổ. Giờ đây có thể gặp được hạnh phúc. Sao ông ấy có thể không xúc động chứ? Mùa đông ở thành phố A luôn lạnh buốt. Vị Y sợ lạnh nên trừ khi là việc quan trọng, nếu không cô tuyệt đối sẽ không bước chân ra khỏi cửa. Cách đây không lâu, cô thậm chí còn không đến dự buổi ký tặng của nhà văn mà cô yêu thích ở trung tâm thành phố vì thời tiết quá lạnh. Ở trong nhà vẫn tốt hơn, ấm áp và còn có trà sữa mà cô yêu thích. Còn lâu mới đi ra ngoài. Sợ Vị Y nghĩ về thời gian thật đẹp này. Để lại tình yêu ở miền duyên hải, cô đơn cũng thật tuyệt. Tôi tin rằng chúng ta đều nên hướng về tương lai, không nên cứ ở mãi một chỗ mà hồi tưởng. Tôi thật sự hiểu rằng khi tỉnh lại, mọi thứ đều chỉ là một giấc mơ. Tôi không hề ở đó. Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, khiến cho Sở Vị Y bất ngờ, nhấc điện thoại lên. Xin chào. Cô chờ đối phương trả lời, nhưng không hề có âm thanh gì được truyền đến từ phía bên kia. Xin chào, ai vậy à? Có ai đang nghe máy không? Này, này. Không có ai trả lời, nên Sở Vị Y tắt điện thoại. Thật là kỳ quái, thật đáng ghét mà. Sở Vị Y nhỏ giọng lầm bầm. Nhiệt huyết của cô đều bị hủy hoại, thật là tức đến chết mất. Tập đoàn Phổ Nghi là một trong những doanh nghiệp thuộc tập đoàn trực thuộc danh nghĩa của dòng họ Âu Dương, là một tập đoàn xuyên quốc gia, tổng công ty đặt ở thành phố A. Trong văn phòng trên tầng 17, Âu Dương Khải cầm trên tay chiếc điện thoại đã bị ngắt kết nối, kinh ngạc đến ngẩn người. Thì ra giọng nói của cô có âm điệu như thế, nghe một lần là nghiện, khát khao được nghe càng nhiều càng tốt. Để lại tình yêu ở miền duyên hải, cô đơn cũng tuyệt vời. Tôi tin rằng chúng ta là điều nên hướng về tương lai, không nên cứ ở mãi một chỗ mà hồi tưởng. Tôi thật sự hiểu rằng, khi tỉnh lại, mọi thứ đều chỉ là một giấc mơ, tôi không hề ở đó. Sở Vị Y rất tức giận, vì gần đây luôn có những cuộc gọi từ số lạ và không ai trả lời. Bạn là ai? Sao bạn không nói gì cả? Này! Sở Vị Y đột nhiên nghĩ, chẳng lẽ lại là anh ta? Là Âu Dương Khải phải không? Sở Vị Y ngập ngừng hỏi. Một khoảng im lặng lại đến. Ngay chính lúc Sở Vị Y nghĩ là không có ai trả lời, một tiếng ừ lạnh lùng của Âu Dương Khải vang lên bên tai cô. Ồ, hóa ra là anh. Tôi còn tưởng là ai. Mỗi lần gọi điện thoại anh đều không nói gì, làm tôi cứ nghĩ mình đang nói chuyện với không khí. Anh thật quá đáng, không nói câu nào cả. Sở Vị Y giận dỗi nói vào trong điện thoại. Trong phút chốc, Âu Dương Khải cảm thấy thật ấm áp. Khi nghe được giọng nói của Vị Y ở phía bên kia điện thoại, anh chỉ hy vọng thời gian có thể ngừng lại. Chỉ có anh và Vị Y mà thôi. À, anh đang làm việc ở đâu vậy? Cho tôi địa chỉ đi. Nếu ngày mai trời không lạnh, tôi sẽ đến thăm anh. Sở Vị Y ngập ngừng hỏi. Em rất muốn gặp tôi sao? Âu Dương Khải đè nén lại kích động trong lòng mình, dùng hết sức khống chế giọng điệu để không lộ ra vẻ kích động. Nhưng mà anh không hề biết, Sở Vị Y đã nhận ra sự run rẩy trong giọng nói của anh. Ha ha, được, ngày mai nếu không quá lạnh. Sở Vị Y sau khi nhận ra thì âm thầm cười trong lòng rồi nói. Vâng, khoảng trưa mai tôi sẽ đến, buổi sáng không có nắng nên rất lạnh, không còn sớm nữa, anh nghỉ ngơi trước đi. Tôi cũng đi nghỉ ngơi đây. Được, Âu Dương Khải trả lời, tắt điện thoại, Sở Vị Y mang tâm trạng vui vẻ đi vào giấc ngủ. Bên kia, Âu Dương Khải lại ngây người nhìn màn hình điện thoại đã tắt tối đen. Ngày mai cô ấy sẽ đến, thật sự là cô sẽ đến thăm anh. Là thật sao? Anh có thể mong chờ không? Cô sẽ không chê anh là một người bệnh tự kỷ sao? Anh thật sự có thể ôm lấy ánh dương của mình sao? Ngày mai. Ngày hôm sau, Âu Dương Khải đợi suốt một ngày ở Phổ Nghi, nhưng cuối cùng lại không thấy Sở Vị Y đâu. Không đến, cô không đến, cô hối hận rồi phải không? Là anh không có đủ tư cách đúng không? Âu Dương Khải ôm lấy ngực. Cảm giác đau đớn này anh chưa từng có. Từ trước đến nay, thế giới của anh chỉ có u tối, trước kia hay bây giờ cũng vậy. Anh đã nhìn thấy ánh nắng, tại sao lại khao khát thêm sự ấm áp, là do anh tham lam sao? Đau quá, đau đến mức không cảm nhận được mọi thứ xung quanh nữa. Sở Vị Y thấp thỏm chờ đợi bên ngoài phòng cấp cứu của bệnh viện thành phố. Cô vừa định đi ra ngoài vào buổi sáng,
thì nhận được điện thoại của chị họ. Bệnh tim của bà nội bị tái phát và đã được đưa vào bệnh viện. Cô vội vàng đến phòng cấp cứu của bệnh viện. Mãi đến nửa đêm bà nội của Vi Y mới qua cơn nguy kịch. Tâm trạng của Sở Vi Y mới bình tĩnh trở lại. Phù, cũng may là bà nội không sao. Vi Y thầm nghĩ, em đi mua vài thứ cho mọi người ăn. Từ trưa đến giờ chưa ăn cái gì. Vi Y nói, khoan đã. Chưa. Sở Vi Y sững sờ, cô chợt nhớ ra mình định đến Phổ Nghi để thăm Âu Dương Khải. Trời ạ, thế mà cô lại quên mất. Nhấc điện thoại lên và gọi cho Âu Dương Khải. Điện thoại liên tục đổ chuông nhưng không có người bắt máy. Trong lòng Sở Vi Y đang bồn chồn, vừa đúng lúc cô định đi đến Phổ Nghi thì điện thoại đã được kết nối. Âu Dương Khải. Sở Vi Y lo lắng nói, tôi không cố ý quên cuộc hẹn của chúng ta. Trong gia đình tôi có người bị ốm phải nhập viện nên tôi không thể đến đó được. Tôi không cố ý phá hỏng cuộc hẹn này đâu. Sở Vi Y bắt đầu giải thích trước khi Âu Dương Khải nói, người nhà của em sao rồi? Giọng nói lạnh lùng của Âu Dương Khải vang lên, đã không sao rồi, lát nữa có thể đến phòng hồi sức. Anh có ổn không? Ừ, Âu Dương Khải trả lời. Vậy anh nghỉ ngơi sớm đi, tôi đi mua đồ ăn cho mọi người. Sở Vi Y nói. Không ai biết rằng lúc này trái tim của Âu Dương Khải đang đập dữ dội. Không phải cô không muốn đến gặp anh, mà vì người nhà của cô xảy ra chuyện nên mới không thể đến. Không phải là cố ý không đến, cho nên anh vẫn có thể có được ánh nắng ấy. Anh có thể. Sở Vi Y, Vi Y, không hề muốn bỏ rơi anh. Anh đã cảm nhận được ánh nắng và sự ấm áp. Dù chỉ là một tia nắng nhỏ nhoi, thì anh cũng không muốn quay trở lại thế giới u tối đó. Kỳ nghỉ đông của Vi Y sắp kết thúc. Mỗi ngày cô đều ở bệnh viện chăm sóc bà ngoại. Nếu không có việc gì thì cô sẽ đọc sách, thỉnh thoảng cũng sẽ nói chuyện điện thoại với Âu Dương Khải. Vi Y đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Anh đang làm gì vậy? Vi Y đang nói chuyện điện thoại với Âu Dương Khải. Hai người luôn liên lạc trong kỳ nghỉ đông, đương nhiên là thông qua điện thoại rồi. Có thể nói Vi Y và Âu Dương Khải đã thân quen rồi. Mặc dù phần lớn trong cuộc nói chuyện chỉ có Vi Y nói, còn Âu Dương Khải chỉ nghe. Ngày mai khai giảng rồi, tôi có chút hơi hồi hộp. Anh biết không, tôi sắp thi đại học rồi. Tôi hồi hộp quá. Mặc dù tôi biết thi lên đại học chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, nhưng tôi rất là khẩn trương. Năm anh thi đại học có phải cũng như vậy không? Vi Y đã suy nghĩ về chuyên ngành mà mình muốn học sau này. Thành tích của tôi rất tốt, nên không có lo lắng về việc thi không đậu. Với lại lúc đó tôi học ở Anh. Âu Dương Khải trả lời. À, tôi quên mất. Những con nhà giàu như các anh thì đều đi du học. Vi Y nói. Nói tới chuyện này, Âu Dương Khải im lặng không nói gì. Anh không thích Vi Y xem anh giống như những người có tiền khác. Tôi không phải là người giàu. Tôi biết. Vi Y nghịch ngợm trả lời. Cô biết những lời nói của mình có thể làm cho Âu Dương Khải bất an, bởi vì cô đã đọc những cuốn sách về chứng bệnh tự kỷ. Vi Y đột nhiên nhớ tới trước đó ông nội Âu Dương đã từng nói với cô là Âu Dương Khải luôn bị mất ngủ. Vì vậy cô hỏi. Những buổi tối gần đây, anh có ngủ ngon không? Nếu như cảm thấy ngủ không được, thì trước khi ngủ, hãy uống một ly sữa ấm, có thể giúp anh dễ ngủ hơn. Âu Dương Khải không nói gì, đây là Vi Y đang quan tâm đến anh sao? Nghe giọng Vi Y, cảm thấy ở trong lòng thật là ấm áp. Thế giới bị bóng tối bao phủ bấy lâu nay đã bắt đầu tách ra. Có phải là cứ tiếp tục như vậy là anh có thể có được sự ấm áp? Vi Y, tớ rất muốn ôm cậu, rất muốn nhìn thấy cậu. Ngày 1 tháng 3. Vi Y đi học, còn 98 ngày nữa là đến kỳ thi đại học. Buổi tối tan học, Vi Y thấy một chiếc xe Maybach đậu trước cổng trường. Cô đã từng thấy chiếc xe này, chính là lần đầu tiên nhìn thấy Âu Dương Khải, lúc đó cô ở trên lầu nhìn thấy. Vi Y đi qua, gõ cửa kính một cái, Âu Dương Khải hạ cửa kính xuống. Sao anh lại ở đây? Vi Y hỏi. Muộn rồi, về nhà. Âu Dương Khải nói. Anh đưa tôi về nhà sao? Vi Y hỏi tiếp. Ừ, Âu Dương Khải trả lời. Vi Y rất kinh ngạc, bởi vì cô chưa từng nói với Âu Dương Khải về việc mấy giờ cô tan học. Lên xe đi. Âu Dương Khải sau khi nói xong vẫn nhìn chằm chằm Vi Y. Có khả năng nếu cô mà không lên xe thì anh vẫn sẽ tiếp tục nhìn cô chằm chằm như vậy. Vi Y đi một vòng về phía bên kia và mở cửa xe, ngồi bên cạnh vị trí lái xe. Thời gian trôi qua rất nhanh,
Mỗi buổi tối tan học, cho dù nắng hay mưa, Âu Dương Khải đều đến đón cô về nhà. Giữa tháng 5, bà ngoại của Vị Y qua đời. Vị Y buồn bã trong một thời gian dài, đồng thời cũng đưa ra một quyết định. Âu Dương Khải luôn luôn lặng lẽ ở bên cạnh Vị Y. Tình cảm của hai người cũng có những bước tiến triển vượt bậc, chỉ là từ đầu đến cuối không có ai chịu nói rõ. Vị Y ngượng ngùng, làm sao con gái có thể chủ động tỏ tình với con trai? Rõ ràng việc tỏ tình không phải là do con trai chủ động nói sao? Mà chứng bệnh tự kỷ của Âu Dương Khải đã được cải thiện rất nhiều. Tình hình như hiện tại làm cho ông nội Âu Dương Khải rất là vui. Cuối cùng trong cuộc đời của ông còn có thể thấy cháu trai của mình sống khỏe mạnh và vui vẻ. Tháng 6 nóng rực, không chỉ bủa vây những thí sinh thi đại học mà còn bủa vây những phụ huynh đưa con đi thi. Tuy nhiên Vị Y đã không tham gia thi đại học bởi vì một tháng trước cô đã nộp đơn vào Học viện Y Hoàng gia Anh. Đúng vậy, vào kỳ nghỉ đông bà ngoại cô phải nhập viện, lúc đó cô đã có ý định là học ngành Y. Sau khi bà ngoại cô qua đời, Vị Y đã đưa ra quyết định học Y vì người nhà của cô và Âu Dương Khải, người đã làm cho cô cảm thấy đau lòng vô cùng. Vào tháng 7, Vị Y nhận được đơn nhập học của Học viện Y Hoàng gia và cô phải chuẩn bị ra nước ngoài. Trước khi hoàn thành những việc này, cô đã đi đến trụ sở của tập đoàn Phổ Nghi để gặp Âu Dương Khải. Tòa nhà của tập đoàn Phổ Nghi kiến trúc rất khí thế và cao cấp, xa xa nhìn lại cho người ta có một cảm giác sắc nét. Các nhân viên của tập đoàn làm công việc rất có trật tự. Vị Y bước vào tập đoàn Phổ Nghi. Xin chào, có cần giúp gì không? Giọng nói ngọt ngào của nữ lễ tân đứng đối diện cô vang lên. Tôi muốn gặp Âu Dương Khải. Xin hỏi cô có hẹn trước không? Tổng giám đốc rất là bận. Nếu như không có hẹn trước thì không thể gặp được đâu. Nhân viên lễ tân trả lời một cách nghiêm túc. À, được rồi, cảm ơn cô. Vị Y gọi điện thoại cho Âu Dương Khải. Alo? Giọng của Âu Dương Khải vẫn lạnh lùng như cũ. Là tôi đang ở dưới lầu công ty của anh. Lễ tân nói nếu không có hẹn trước thì không thể gặp anh. Vị Y nói cho anh biết là cô đang ở dưới lầu của tập đoàn Phổ Nghi. Để tôi nói người dẫn em lên. Kiềm chế kích động trong lòng, Âu Dương Khải ấn xuống phím nội bộ, bảo trợ lý xuống đón Vị Y. Đi lên từ thang máy dành riêng cho giám đốc. Vừa ra khỏi thang máy thì nhìn thấy Âu Dương Khải đang đứng ở cửa. Âu Dương Khải mặc bộ vest đen Armani, được thiết kế riêng, cao 1m8, khuôn mặt thì đẹp trai vô cùng. Âu Dương Khải đứng ở cửa thang máy chờ Vị Y. Kể từ buổi trà sữa hôm đó, đây là lần thứ hai anh được nhìn Vị Y ở khoảng cách gần như vậy. Bình thường anh đều xem ảnh Vị Y qua các bản báo cáo điều tra. Một bộ váy màu xanh da trời làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn và đáng yêu của Vị Y. Đối diện với ánh mặt trời, Vị Y giống như một thiên sứ. Bước ra cửa thang máy đi đến chỗ Âu Dương Khải, cô mang theo ánh nắng chói chang mà Âu Dương Khải đã chờ bấy lâu, soi sáng nơi tăm tối trong nội tâm của anh. Sao anh lại đứng ở đây? Vị Y nở một nụ cười ngọt ngào chào hỏi. Có một khoảng im lặng, Âu Dương Khải không nói gì, chỉ là im lặng nhìn người con gái trước mặt, nhìn người con gái đã mang lại ánh nắng cho cuộc đời anh, nhìn người con gái vì anh mà mắc bệnh, nhìn người con gái đã thắp sáng thế giới của anh. Khoảnh khắc tiếp theo, cả người Vị Y bị anh ôm vào trong lòng. À, cái ôm đột ngột khiến cho Vị Y sợ hãi. Để cho tôi ôm một lát. Giọng của Âu Dương Khải có một chút run rẩy vang lên bên tai Vị Y. Vị Y đưa tay ôm anh lại. Hai người giống một cặp yêu đã lâu không gặp lại. Ùng ục. Bụng Vị Y phát ra tiếng động. Trong vòng tay Âu Dương Khải, khuôn mặt nhỏ nhắn của Vị Y đỏ lên. Khoảnh khắc đẹp như vậy, một giọng nói không hài lòng vang lên. À, thật là mất mặt. Vị Y lầm bầm ở trong lòng. À, xấu hổ muốn chết. Khụ khụ, anh ăn cơm chưa? Nếu không, chúng ta ăn gì đó đi. Vị Y đỏ mặt và thì thầm nói. Được. Âu Dương Khải nắm tay Vị Y, đi về phía thang máy dành cho tổng giám đốc. Ở dưới lầu công ty có một nhà hàng. Âu Dương Khải cùng Vị Y xuống dưới đó ăn. Tháng sau tôi sẽ ra nước ngoài. Do dự hồi lâu, Vị Y vẫn là nói ra mục đích đến hôm nay. Hôm nay cô đến để nói cho Âu Dương Khải biết là tháng sau cô sẽ đi Học viện Y Hoàng gia ở Anh, bởi vì ngôn ngữ này cần phải học trước một tháng so với trường ngôn ngữ năm ngoái. Vị Y cắn môi dầu dĩ nói. Phút chốc, Vị Y cảm thấy toàn bộ nhà hàng giảm xuống mấy chục độ, cả người như bị đông cứng, mà khí lạnh là do người trước mặt tạo ra này. Âu Dương Khải.
Cái đó... Vị y mở miệng nói một cách khó khăn. Tại sao? Âu Dương Khải dùng hết sức lực khống chế lại nội tâm đang dãy giụa cùng với bất an để hỏi vị y. Điều anh muốn hỏi là tại sao phải ra nước ngoài? Có phải là do anh không? Tại sao muốn rời khỏi anh? Tại sao? Tại sao? Chẳng lẽ anh không xứng có được ánh nắng sao? Tại sao muốn rời đi? Đã muốn rời khỏi vì sao hôm nay lại tới đây? Tại sao lại không thích anh? Là ghét bỏ anh sao? Là bởi vì anh mắc bệnh tự kỷ, không giống như người bình thường khác? Là bởi vì ông nội cầu xin cô, nên cô mới ở bên anh? Phải, anh biết, ông nội và chú của anh đã đến thăm anh. Anh biết tất cả mọi thứ. Vị y nhìn thấy Âu Dương Khải nắm chặt tay để kiềm chế sự tức giận, đôi mắt đỏ bừng khiến vị y vô cùng đau khổ. Đặt đũa xuống, vị y đến ngồi bên cạnh Âu Dương Khải, nắm bàn tay đang nắm chặt của anh, gỡ từng ngón tay ra, chậm rãi vươn tay ôm Âu Dương Khải vào trong lòng, nhẹ nhàng và nói. Không có. Tôi không có muốn rời xa anh. Vị y sắp xếp những lời nói trong lòng, rồi chậm rãi nói với Âu Dương Khải. Tôi không có muốn rời xa anh. Tôi ra nước ngoài chỉ vì muốn học y. Vào mùa hè bà ngoại tôi qua đời, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Lúc đó tôi lại muốn học y. Tôi ra nước ngoài không chỉ vì bà ngoại, còn có ba và mẹ. Bọn họ đang từng ngày già đi. Tôi muốn học y. Về sau nếu như bọn họ sinh bệnh, tôi có thể tự mình chữa khỏi. Vị y ngừng một chút rồi nói tiếp. Còn có một nguyên nhân là bởi vì anh, Âu Dương Khải. Tôi biết anh bị bệnh tự kỷ, nhưng mà tôi không có chê anh, cũng không có không muốn anh. Có thể làm ánh nắng của anh tôi rất là vui. Tôi cảm ơn vì tôi mà anh đã cố gắng từ từ thay đổi. Giống như biết anh đang nghĩ gì, vị y từng chút một làm dịu đi sự lo lắng của Âu Dương Khải. Vị y cảm giác được người trong ngực đang căng cứng, bắt đầu buông lỏng, nhiệt độ cũng tăng lên một chút. Vì vậy không phải là không muốn tôi phải không? Giọng của Âu Dương Khải vang lên. Không phải. Vị y trả lời một cách chắc chắn. Được, tôi sẽ chờ em. Âu Dương Khải đưa tay ôm chặt vị y. Anh giống như là một người sắp chết đuối, còn vị y giống như là một khúc gỗ cứu mạng, chăm chú bắt lấy. Dù có chết cũng sẽ không buông tay. Vị y, tôi sẽ chờ em. Bởi vì là em, tôi sẽ tin những lời mà em nói với tôi, và tôi sẽ đợi em. Xin đừng để tôi ở trong bóng tối quá lâu. Đầu tháng 8, Sở Vị Y đã chuẩn bị xong xuôi trước khi nhập học. Ngày mai cô sẽ lên máy bay đi du học Anh. Lúc này sau khi người thân đến tạm biệt Sở Vị Y, cô lấy di động ra và gọi cho Âu Dương Khải. Điện thoại được kết nối, hai người đều không nói chuyện mà chỉ lặng lặng nghe hơi thở của nhau. Ngày mai tôi phải ra nước ngoài rồi. Anh phải đồng ý với tôi chăm sóc bản thân mình thật tốt, có được không? Giọng nói của Sở Vị Y giống như âm thanh của tự nhiên, soi sáng lòng của Âu Dương Khải. Được. Giọng nói của Âu Dương Khải hơi run rẩy. 10 giờ sáng, Sở Vị Y nói tạm biệt với ba mẹ ở sân bay. Vị Y, con nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt, có biết không? Đừng để ba mẹ lo lắng. Mẹ của Sở Vị Y dặn dò. Mẹ à, mẹ yên tâm đi. Con nhất định sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, tranh thủ biến chính mình trở thành một chú heo con. Sở Vị Y cố ý trả lời một cách nghịch ngợm. Đứa bé này, con... Thật là, sao có thể khiến người khác yên tâm được chứ? Con còn nhỏ như thế, học ở trong nước không giống nhau hay sao? Mẹ Sở Vị Y lại bắt đầu khuyên bảo cô. Mẹ của cô vẫn luôn không tán thành việc Sở Vị Y ra nước ngoài du học. Được rồi, không phải ai cũng có thể thi đậu vào học viện y khoa của Hoàng gia Anh đâu. Vị Y có thể thi đậu, chúng ta phải vui mừng cho con bé chứ. Ba của Sở Vị Y ngắt lời làm nhảm của mẹ Sở Vị Y. Ba mẹ, hai người yên tâm, con nhất định sẽ học hành thật tốt để sớm ngày trở về nước. Con không để hai người thất vọng đâu, con sẽ tự chăm sóc tốt cho mình. Dù hai người không tin con, thì còn có ông nội Âu Dương mà. Ông ấy cũng đang ở Anh. Sở Vị Y bướng bỉnh đáp lại. Kể từ lúc biết Sở Vị Y đến nước Anh du học, sau khi tình huống của Âu Dương Khải chuyển biến tốt đẹp, ông nội Âu Dương và các chú đã đến nước Anh. Chờ Sở Vị Y đến đây, bọn họ vừa vặn cũng có thể chăm sóc cho Sở Vị Y. Vị Y, con có nói cho cậu Khải kia biết hôm nay con phải đi hay chưa? Mẹ Sở Vị Y hỏi. Ba mẹ Sở Vị Y cũng biết chuyện của Âu Dương Khải. Tuy rằng họ phản đối Vị Y yêu đương khi đang còn học, nhưng hai người bọn họ cũng rất đau lòng khi gặp được Âu Dương Khải. Đứa bé đó ngoài chứng tự kỷ ra
thì những mặt khác đều không tệ. Nhất là vì y lại thật sự thích cậu ấy, bọn họ cũng đành cam chịu. Không có việc gì đâu mẹ à, ngày hôm qua con đã nói cho anh ấy biết. Sở Vi Y nhẹ nhàng trả lời. Sân bay vang lên tiếng phát thanh. Mời hành khách của chuyến bay VB152 bay đến London, nước Anh tới cửa đăng ký. Ba mẹ, hai người phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Hẹn gặp lại. Sau khi tạm biệt ba mẹ, Sở Vi Y đi về phía cửa máy bay. Sở Vi Y không biết, ở lầu 2 của sân bay, Âu Dương Khải đang tham lam nhìn hình bóng của cô, trái tim thắt chặt đau đớn. Anh nhìn thấy Sở Vi Y bước từng bước một về cửa đăng ký. Anh lập tức cảm thấy dường như ánh mặt trời ấm áp lại rời xa mình lần nữa. Anh không dám ra mặt tiễn đưa. Anh sợ bản thân không khống chế được mà ngăn cản Sở Vi Y, không cho cô ấy rời đi. Anh có thể cảm nhận được Sở Vi Y có bao nhiêu đau khổ khi bà ngoại qua đời. Sở Vi Y nói với anh vì sao cô ấy muốn học ngành y. Anh không thể ngăn cản bước chân của Vi Y. Cô đã nói cô sẽ trở về, không phải không cần anh nữa. Vi Y, nhanh chóng trở về. Âu Dương Khải đặt tay lên ngực, trong tay anh nắm chặt chiếc nhẫn với viên kim cương được khảm vàng của nữ giới, mà màu sắc kim cương đại diện cho ánh sáng. Khải, chờ tôi trở lại, rất nhanh, sẽ rất nhanh thôi. Cô nhìn bức ảnh trên màn hình điện thoại di động, đó là bức ảnh được chụp ở phòng sách của Âu Dương Khải. Sở Vi Y thầm nói trong lòng. Khải, chờ tôi quay về. 3 năm sau, người học y khoa bình thường đều phải đỗ thạc sĩ mới có đủ tư cách đến bệnh viện thực tập. Mà Sở Vi Y của chúng ta dựa vào thông minh và nhiệt tình đối với y học. Cô đã hoàn thiện xong chương trình học chính quy và cả thạc sĩ. Cô chỉ cần thực tập ở bệnh viện 2 năm, thuận lợi thông qua cuộc thi lấy giấy chứng nhận bác sĩ cuối cùng là có thể học thành tài và trở về nước. Này Vi Vi, em thật sự từ bỏ việc trở thành học trò của thầy Đan ư? Nhưng hình như thầy ấy rất vừa ý em, làm cho đàn anh như anh rất ghen tị với em đấy. Jason, một bác sĩ thực tập. Vốn dĩ Jason chính là đàn anh khóa trên của Sở Vi Y tại học viện. Không may lúc Sở Vi Y đến nước Anh năm thứ 2, anh ấy lập tức trở thành bạn học ngang bậc với Sở Vi Y. Đúng vậy, anh không cần ghen tị đâu Jason. Thả hồ sơ bệnh án đã sửa sang tốt trong tay, Sở Vi Y ngẩng đầu nói với anh ấy. Hơn nữa thi xong cuộc thi cấp giấy chứng nhận năm sau, em sẽ về nước. Cho nên làm phiền quý ông đây chịu đựng em thêm 1 năm, em sẽ không làm phiền đến quý ông nữa. Ôi ôi ôi, tại sao lại như vậy? Jason kêu lên oai oái. Em phải về nước ư? Trời ạ, mau tới đỡ anh một chút, anh muốn té xỉu. Jason vừa nói vừa tiến tới ôm Sở Vi Y một cái thật mạnh, bao cả người cô ôm vào trong lòng mình. Jason, mau buông em ra, đây là ở bệnh viện. Sở Vi Y hiểu rõ tính cách của Jason, chính là một anh chàng to xác có tâm hồn thiếu nhi, chẳng đặc biệt chú ý gì đến hành vi giữa nam và nữ. Hơn nữa, Jason có một cô bạn gái đã đính hôn, cô ấy cũng là bác sĩ thực tập ở bệnh viện này và là một trong những người bạn thân của Sở Vi Y ở nước Anh. Cho nên cô không có từ chối cái ôm bất thình lình của Jason mà là đùa giỡn với anh ấy. Ôi, tình yêu bé nhỏ của anh ơi, anh thật sự rất khổ sở. Em lại nhất quyết từ chối anh, hu hu. Jason giả vờ bộ dáng khóc lóc kể lể. Sau khi cười đánh Jason vài cái, Sở Vi Y nhìn đồng hồ đeo tay một cái rồi nói. Đến giờ rồi, chúng ta nên nhanh chóng đến gặp giáo sư thôi. Hay. Sau khi Jason oán giận than thở, cầm lấy hồ sơ bệnh án đi đến phòng của giáo sư, Sở Vi Y và Jason không biết hành vi đùa giỡn vừa rồi của bọn họ đã lọt vào mắt Âu Dương Khải. Bởi vì muốn đẩy nhanh tiến độ học tập, cho nên 3 năm qua chưa bao giờ Sở Vi Y về nước. Thỉnh thoảng cô chỉ gọi vài cuộc video với Âu Dương Khải, mà Âu Dương Khải cũng chưa từng đến nước Anh thăm Sở Vi Y. Âu Dương Khải quá nhớ thương Sở Vi Y, cho nên anh không thể kiềm chế nổi mới đến nước Anh. Nhưng hiện tại anh cảm giác cả thế giới như sụp đổ. Toàn bộ suy nghĩ đều bị phá hủy bởi từng hành động của người đàn ông đó với Sở Vi Y. Thế giới của anh đã bị sụp đổ. Vi Y không cần anh nữa. Đúng là Vi Y vẫn ghét bỏ bệnh tình của anh, không cần anh. Hành động thân mật của cô và người đàn ông đó làm hai mắt của anh đau đớn, như quất roi vào trái tim anh, khiến cho anh đau đến mức không thể hô hấp, không cách nào suy nghĩ. Âu Dương Khải lảo đảo bước ra khỏi bệnh viện, trở lại xe của mình và nói với tài xế. Đến sân bay. Anh nhắm mắt và tựa lưng vào ghế. Trong đầu Âu Dương Khải lúc này chỉ có một câu.
Vị y không cần anh. Ánh nắng duy nhất trong thế giới của anh đã không cần anh nữa rồi. Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không thể liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Sở Vị Y nghe giọng nói phát ra từ trong điện thoại, cô lấy làm kỳ lạ và nói, tắt máy, điện thoại của Khải chưa bao giờ tắt máy, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi? Vị Y, nhanh lên, lập tức bắt đầu giải phẫu. Jason gọi. Sau khi trở về từ nước Anh, Âu Dương Khải vẫn ngồi trong phòng, không nhúc nhích, tựa như một bức tượng điêu khắc. Ánh mắt anh biến ảo khôn lường, không hề chứa bất cứ thứ gì, không có tiêu cự, cũng không có nhiệt độ, biến ảo đầy âm u. Trong lỗ tai anh vang lên lời nói lạnh lùng của mẹ. Mày là đồ ác ma, mày không nên xuất hiện ở thế giới này. Mày là kẻ dư thừa, là ác ma, mày vốn không nên tồn tại. Tôi vốn không nên tồn tại, không nên tồn tại. Âu Dương Khải nỉ non trong miệng. Không nên tồn tại, không nên tồn tại. Âu Dương Khải từ từ vươn tay cầm lấy cây dao gọt trái cây ở trên bàn. Anh dùng sức cắt vào cổ tay mình, từng chút một. 2 năm rưỡi sau, Sở Vị Y về nước. Bởi vì giáo sư tạm thời cần Sở Vị Y hỗ trợ, chuẩn bị cho một cuộc giải phẫu lớn, cho nên thời gian phải lùi lại nửa năm. Phù phù, cuối cùng đã trở về. Khải ơi, tôi đã trở về. Đi ra khỏi sân bay, Sở Vị Y nhìn lên trời và âm thầm nói trong lòng. Mở cửa nhà ra, Sở Vị Y lớn tiếng, nói. Ba, mẹ, con đã trở về. Ôi, Vị Y đã về, nhanh đến đây để mẹ nhìn xem. Đứa bé này, con thật nhẫn tâm, suốt 5 năm không có trở về. Mẹ Sở Vị Y vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói. Mẹ ơi, không phải người ta vì muốn nhanh chóng hoàn thành việc học hay sao? Sở Vị Y ôm mẹ và làm nũng. Về là tốt rồi, mau vào, để mẹ con làm một chút đồ ăn ngon cho con. Ba của Sở Vị Y thương yêu nhìn hai mẹ con đang ôm nhau. Trên bàn cơm đều là những món mà Sở Vị Y thích ăn. Ôi, thật là ngon, vẫn là ở nhà tốt hơn. Nhưng đồ ăn ở nước ngoài đều rất là khó ăn, đồ ăn của mẹ con nấu vẫn là ngon nhất. Trong 5 năm xa nhà, Sở Vị Y mới phát hiện cô càng yêu thích những món ăn mà mẹ làm. Nhưng mà lúc nằm trên giường, trong lòng Sở Vị Y có một câu hỏi. Vì sao trong 2 năm qua, Khải không hề liên hệ với cô? Ngày mai phải đến phổ nghi. Lúc đang chống lại sự nhớ nhung dày đặc với Âu Dương Khải, Sở Vị Y dần dần chìm vào giấc ngủ. Bây giờ đã hơn nửa đêm, Âu Dương Khải đứng trước cửa sổ sát đất trong một căn phòng ở tầng cao nhất của phổ nghi. Anh không nhúc nhích và nhìn về phương xa. Cô ấy đã trở về. Khi một chân Sở Vị Y bước vào thành phố A, có người báo cho anh biết cô đã trở về. Em trở về để chính miệng nói rằng em không cần tôi ư? Ha ha, tôi không cần. Âu Dương Khải lẩm bẩm. Thật sự không cần ư? Nơi trái tim đau đớn thắt lại, không thể kiềm chế được. Thật sự không cần ư? Tuy rằng 2 năm qua anh không liên lạc với Vị Y, nhưng không có lúc nào anh không chú ý đến từng hành động của Vị Y. Cho dù ở 2 năm trước tự sát và trở về từ địa ngục, anh không có cách nào buông tha cho Vị Y, anh không thể làm được. Tuy rằng Vị Y ở cùng một chỗ với người đàn ông kia, nhưng tên đó đã có người phụ nữ của mình. Vị Y à, em có biết không, tôi xem em là duy nhất. Nhưng tại sao em lại vì người đàn ông đó mà không cần tôi? Tôi yêu em. Vì tôi em đồng ý đấu tranh cùng bóng tối. Nhưng tại sao em lại không cần tôi? Tại sao? Tôi thật sự không đáng giá để em yêu hay sao? Chẳng phải em đã nói với tôi hãy chờ em? Vì sao chứ? Một thứ được gọi là nước mắt rơi xuống từ trên mặt Âu Dương Khải. Sau một đêm nghỉ ngơi, Vị Y thức dậy tinh thần thoải mái dễ chịu. Đi ăn bữa ăn sáng rồi đến phổ nghi. Bằng cấp y khoa của Vị Y được kiểm tra và phổ cập toàn cầu, trình độ đúng là rất cao. Chuyên nghiên cứu về phẫu thuật ngoại khoa, hơn nữa cô còn là học trò của thầy Đan. Đan rất đắc ý và đề cử mãnh liệt. Sau khi Vị Y nghỉ ngơi dưỡng sức, cô trực tiếp tới bệnh viện trung ương tốt nhất thành phố A báo danh là được, và vị trí là phó bác sĩ tư vấn. Đây chính là bác sĩ ngoại khoa trẻ tuổi nhất bệnh viện trong nhiều thập kỷ vừa qua. Sau khi đến phổ nghi, cô gái đứng ở quầy lễ tân đã sớm không còn là người năm đó. Đúng vậy, thời gian cũng đã qua 5 năm. Năm đó Vị Y vẫn chỉ là một học sinh lớp 12. Vậy mà bây giờ, cô đã là một bác sĩ có bằng cấp y khoa. Hơn nữa, Dr. Dan còn là bác sĩ ngoại khoa đầy uy tín. Thời gian trôi qua thật nhanh. Không biết Khải có thay đổi chút nào hay không? Đã 5 năm rồi mình không được gặp cậu ấy. Thực sự là rất nhớ cậu ấy.
nhìn con số trong thang máy không ngừng thay đổi. Vị y nhẹ giọng nói. 5 năm trước, khi vị y vừa tới Phổ Nghi thì bị chặn ở quầy lễ tân, cho nên Âu Dương Khải đã cho vị y một cái thẻ đi lại thang máy chuyên dụng của Tổng Giám đốc Trương, có thể trực tiếp đi lên tầng cao nhất mà không cần thông báo hay hẹn trước. Đinh một tiếng, một âm thanh lanh lảnh vang lên, nhắc nhở vị y đã đến tầng cao nhất. 5 năm trước, khi vị y vừa ra khỏi cửa thang máy, cô đã nhìn thấy Âu Dương Khải đang đứng chờ ngoài cửa. Nhớ lại khung cảnh năm xưa, vị y đi đến phòng làm việc của Âu Dương Khải. Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên trong văn phòng lớn trên tầng cao nhất. Vào đi. Giọng nói của Âu Dương Khải không mang theo độ ấm, truyền tới từ phía bên kia cánh cửa. Vị y đẩy cửa văn phòng ra rồi bước vào. Cô không nói một lời nào mà chỉ lặng lặng nhìn Âu Dương Khải, cúi đầu xử lý văn kiện ở trên bàn làm việc. Âu Dương Khải, em đã trở về rồi đây. Giọng nói của vị y giống như là một tia chớp, đánh trúng vào trái tim Âu Dương Khải, khiến cho anh đứng hình ngay tại chỗ. Hai tay để ở trên bàn nắm chặt thành quả đấm, cả người run rẩy không thôi. Anh nhắm chặt mắt lại, muốn biết người này đang lo lắng và bất an như thế nào, thậm chí còn mang theo vô số khó tin, thì chỉ có thể nhìn vào đôi môi đang mím chặt ấy. Giống như ở nhà hàng 5 năm trước, lúc vị y nói cô muốn ra nước ngoài du học, Âu Dương Khải nóng nảy không yên, khó tin và run sợ. Anh đã từng nghĩ rằng có người đàn ông kia thì vị y sẽ không bao giờ quay lại đây nữa, bởi vì cô đã không còn cần anh, không muốn tiếp tục làm ánh mặt trời của anh nữa, không phải sao? Vì vậy lần này vị y trở về là muốn chính miệng nói cho anh biết cô không cần anh nữa sao? Nói đi. Giọng nói của Âu Dương Khải vang lên, không mang theo một chút độ ấm nào. Em nói là em đã quay về, em đã giữ đúng lời hứa với anh. Nghi vấn trong lòng vị y nghi vấn càng lớn hơn. Tại sao có thể như vậy? Không phải Khải nên vui mừng sao? Nhưng tại sao lần gặp mặt này anh càng lạnh lùng hơn so với 5 năm trước chứ? Hoàn toàn không mang theo một chút nhiệt độ nào, tựa như là mới từ địa ngục trở về vậy. Thậm chí còn khiến cho người ta có cảm giác sợ hãi. Tôi cho là em muốn nói cho tôi biết những chuyện khác. Sau một hồi im lặng, rốt cuộc giọng nói của Âu Dương Khải cũng vang lên lần nữa. Những chuyện khác sao? Đúng thật là cũng có một việc. Em đã tốt nghiệp rồi. Qua mấy ngày em sẽ đi bệnh viện báo danh. Sau đó em cũng sẽ không rời đi nữa. Cô dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. 5 năm trước em đã hứa với anh, em nhất định sẽ trở về, cho nên em sẽ không đi nữa. Âu Dương Khải, em sẽ không rời khỏi anh nữa. Sau khi vị y nói xong những điều phải nói, thì cô lặng lặng nhìn Âu Dương Khải. Không phải như những gì anh nghĩ, vị y trở về cũng không nói không cần anh. Anh còn cơ hội có thể chạm vào ánh mặt trời và hơi ấm, có đúng không? Vị y, có phải giờ phút này em vẫn còn muốn lấy anh, vẫn còn cần anh phải không? Cho dù bây giờ em coi anh như thế thân của người đó cũng vẫn là cần anh, có đúng không? Vị y, anh cầu xin em đừng rời bỏ anh, cầu xin em. Âu Dương Khải rời khỏi bàn làm việc đi đến trước mặt vị y. Anh cứ thế yên lặng ngắm nhìn cô, dường như muốn khắc sâu khuôn mặt của vị y vào trong mắt của mình. Cặp mắt ma mị u ám của Âu Dương Khải dần dần có bóng hình của vị y. Thời gian chậm rãi trôi qua, tất cả đều là vị y. Giống như 5 năm trước vậy, Âu Dương Khải vươn tay giữ thật chặt lấy vị y. Vị y, tựa như đang thì thầm ở trong mộng. Vào buổi chiều ấm áp sau giờ ăn trưa, trong nhà ăn chỉ còn Sở Vị Y và Âu Dương Khải đang ăn cơm. Này Khải, anh có biết cơm ở nhà mới là ngon nhất hay không? Lúc còn đi học, mỗi ngày em đều ăn hamburger hay là salad gì đó, ngán muốn chết. Sau khi Sở Vị Y ăn cơm trưa xong, liền nói về những chuyện thú vị khi cô đi du học với Âu Dương Khải. Sau này anh làm cho em ăn. Nếu như có cơ hội, Âu Dương Khải nói thầm trong lòng. Được rồi, bây giờ chúng ta tính sổ một chút. Vì sao mấy năm nay anh đều không nhận điện thoại của em? Gọi qua cũng không ai nghe. Anh có biết rằng em lo lắng lắm không hả? Sở Vị Y thực sự tức giận với chuyện này. Ngay từ đầu cô còn nghĩ rằng anh xảy ra chuyện gì. Sau khi cô hỏi ông nội Âu Dương thì mới biết được, có thể là do anh tương đối bận, cho nên mới không nhận điện thoại của cô. Nhưng ngay từ lúc ban đầu, dù cô có bận thì cũng sẽ dành thời gian để trò chuyện với anh. Về chuyện này Sở Vị Y tức muốn chết. Nói đi, hôm nay anh cần phải cho em một lý do. Sở Vị Y cứng rắn bổ sung. Anh cho rằng em không muốn nhận điện thoại của anh nữa.
Âu Dương Khải im lặng một hồi rồi trả lời. Bởi vì cô đã có người kia rồi, cho nên chắc là không muốn nhận điện thoại của anh nữa. Âu Dương Khải cũng không thể nói với Sở Vị Y những lời chôn giấu trong lòng làm anh đau đớn vô cùng. Càng không thể nói với Sở Vị Y rằng anh đã thấy chuyện giữa cô và người đàn ông kia ở anh vào 2 năm trước. Tất cả những chuyện này đều là cơn ác mộng đêm khuya của anh. Anh không thể nói cũng như không dám nói. Anh sợ anh vừa nói ra thì Sở Vị Y sẽ thực sự không cần anh nữa, sẽ không ôm anh, cũng không ở bên cạnh anh. Cho nên anh không nói, mà chôn giấu tất cả ở trong lòng, mặc cho chúng cắn nuốt anh trong thế giới đen tối kia. Cái gì? Sao em lại không muốn nhận điện thoại của anh chứ? Sở Vị Y kinh ngạc khi nghe được đáp án của Âu Dương Khải. Việc dành tất cả tình yêu cho biển cả khiến em cảm nhận được những điều tuyệt vời trong sự cô đơn. Em tin rằng mỗi chúng ta đều có tương lai mà mình cần hướng đến, không chỉ nên dậm chân tại chỗ. Thật ra em cũng hiểu rất rõ, khi thức dậy, mọi giấc mơ đều tan biến. Trong lúc Sở Vị Y đang muốn nói gì đó, thì chuông di động bỗng vang lên, vẫn là bài nhạc chuông của 5 năm trước kia. Alo, xin chào, tôi là Sở Vị Y. Sở Vị Y nhận điện thoại rồi lễ phép nói, bởi vì đây là một dãy số xa lạ. Ui trời, tình yêu bé nhỏ của anh, chỉ mới mấy ngày thôi mà em liền quên anh luôn rồi à? Anh buồn quá mà, em là cái đồ vô lương tâm. Bên kia điện thoại truyền đến giọng điệu kỳ quái của Jason, làm Sở Vị Y không nhịn được cười. Jason, được rồi, anh đừng có làm loạn, cẩn thận để thầy Đan nghe thấy rồi không cho anh vào phòng giải phẫu nữa đấy. Sở Vị Y vui vẻ trả lời. Julie và anh sẽ bay đến thành phố A vào chiều hôm sau. Tình yêu bé nhỏ của anh có muốn đến đón anh không nào? Hóa ra Jason gọi tới là vì lý do này. Cần thiết không? Anh muốn ở đây bao lâu? Sở Vị Y nói. Có lẽ là hơn 1 năm. Anh và Julie đã nộp đơn xin vào dự án nghiên cứu giải phẫu và nghiên cứu tâm lý. Mà bệnh viện hợp tác chính là chỗ của em đó, tình yêu bé nhỏ ạ. Jason nói. Tốt quá rồi, như vậy chúng ta lại có thể cùng làm việc với nhau rồi. Đến lúc đó anh cũng đừng xuống tay với mấy y tá của em đấy nha. Cẩn thận em cầm dao giải phẫu cắt luôn anh đấy, ha ha. Ôi trời, anh nào dám cơ chứ. Được rồi, em chờ 2 người tới rồi lại nói chuyện tiếp. Em cúp máy trước đây. Sở Vị Y nói. Âu Dương Khải thực sự muốn hỏi người kia là ai? Là người đàn ông kia sao? Sở Vị Y, anh rất buồn, thực sự rất buồn. Anh ta là một người bạn mà em quen lúc còn đi học y. Người thật cũng khá tốt. Chờ anh ấy tới rồi em sẽ giới thiệu để mọi người làm quen với nhau nha. Sở Vị Y uống một ngụm nước chanh rồi nói. Được, Âu Dương Khải trả lời. Sở Vị Y, nếu đó là những thứ mà em muốn thì anh đều sẽ làm. Chỉ cần em chịu ở bên anh nhiều hơn một chút, đừng vội bỏ rơi anh. Lúc trở về, Âu Dương Khải nhẹ ôm Sở Vị Y rồi ngủ trên xe. Lông mi thật dài nha. Sở Vị Y nhìn Âu Dương Khải đang tựa trên đầu vai cô ngủ ngon lành, liền cảm thấy có một chút ghen tị. Thật là một người đàn ông trưởng thành, nhưng lông mi của anh ấy còn dài hơn cả mình. Sở Vị Y chu cái miệng nhỏ tức giận. Âu Dương Khải đang ngủ, nhìn tựa như thiên sứ, yên tĩnh như vậy, làm Sở Vị Y có một loại cảm giác an toàn độc nhất vô nhị, mà chỉ có Âu Dương Khải mới có thể cho cô. Ở trong ngực anh, Sở Vị Y cảm thấy vô cùng an tâm, cũng thật hạnh phúc. Khải, không cần sợ bóng tối nữa, em sẽ bảo vệ anh, cùng anh thoát khỏi bóng đêm này. Sở Vị Y thề trong lòng với Âu Dương Khải. Khải, em sẽ bảo vệ anh. Lúc này xe dừng ở trước cửa phổ nghi, trợ lý của Âu Dương Khải gõ gõ cửa sổ xe. Sở Vị Y ấn cửa sổ xe xuống rồi nói. Chờ một lát đi, bây giờ anh ấy ngủ rồi, có chuyện gì có thể cho anh ấy tỉnh dậy rồi nói sau nhé. Giọng nói của cô rất nhẹ, sợ đánh thức người đang ngủ say kia. Cái gì? Trợ lý Lý An nghe thấy liền bị dọa, cả người đều sững lại. Phải biết rằng giấc ngủ của Âu Dương Khải đều không được tốt. Khi anh quen Sở Vị Y liền miễn cưỡng có một chút chuyển biến tốt đẹp. Nhưng mà sau chuyện xảy ra của 2 năm trước, ngoại trừ việc dựa vào thuốc, thì Âu Dương Khải mới có thể miễn cưỡng ngủ được một lát. Còn bình thường gần như là không hề ngủ. Hiện tại anh ta nhìn thấy anh ôm Sở Vị Y mà mệt mỏi ngủ, quả thực dọa đến nửa cái mạng nhỏ của Lý An cũng không còn. Được nha. Lý An bừng tỉnh rồi vội vàng trả lời. Sau đó anh ta xoay người vào phổ nghi. Anh ta vừa đi còn vừa nghĩ, thực sự là thần kỳ nha, cô Sở này thật đúng là lợi hại.
Sau này phải để ý lấy lòng cô ấy thì mới có thể sống sót được. Sau một ngày nghỉ ngơi, sau khi đón Jason và Julie ở sân bay, vị y đến văn phòng trưởng khoa của Bệnh viện Trung ương và báo cáo cô chính thức được bổ nhiệm làm phó tư vấn ngoại khoa. Từ đây cô bắt đầu sự nghiệp bác sĩ của mình. Jason và Julie cũng bắt đầu thí nghiệm ngẫu nhiên tại bệnh viện. Đôi lúc cũng sẽ xử lý một số bệnh nhân. Trên cơ bản cũng là hợp tác điều trị. Tình yêu bé nhỏ của anh, chúng ta cùng đi ăn cơm trưa đi. Jason không bao giờ tỏ ra bình thường được và vị y cũng đã quá quen thuộc với điều đó. Julie, mau đưa tên tiểu quỷ của cậu đi ra chỗ khác đi. Tớ chịu không nổi nữa rồi. Vị y cáo trạng với Julie đang ngồi ở bên cạnh. Được rồi, Vivi, không cần xem bệnh ở trong giờ nghỉ trưa đâu. Jason nói đúng, chúng tôi đói bụng sắp chết đến nơi rồi. Không có gì lạ khi Jason và Julie ở cùng nhau. Nhìn vào ngôn ngữ của hai người này, chúng ta có thể xác định rằng họ chắc chắn thuộc về nhau. Được rồi, tớ thực sự sợ hai người rồi đấy. Đi nào, tớ có việc phải làm vào tối nay, tớ sẽ không đi cùng hai người được. Vị y đặt hồ sơ bệnh án xuống, vừa đi vừa nói với bộ đôi hài hước này. Úi chà, đi cùng người đó sao? Julie thay Jason nói chuyện. Hôm nay là sinh nhật của anh ấy. Tớ định ăn mừng với anh ấy vào tối hôm nay. Vị y nói, đừng có nghĩ đến chuyện đó, tớ sẽ không mang hai người đi đâu. Vị y nhìn Jason chuẩn bị nói gì đó, cô liền trực tiếp cự tuyệt. Tình yêu bé nhỏ của anh thật là tàn nhẫn nha. Anh còn chưa nói gì mà em đã cự tuyệt anh rồi. Jason ghé đầu vào vai Julie khóc lóc kể lể hành vi tàn nhẫn của vị y. Hai người hãy mau tống cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu ngay đi. Tớ sẽ không để hai người bắt nạt anh ấy đâu. Vị y nhìn Jason đang kể lể. Cô còn chưa có quên cách Jason đối xử với cô khi cô mới nhập học. Mỗi ngày đều buộc cô phải đi thu thập thi thể của mấy con vật ở trong phòng thí nghiệm. Làm hại cô một tháng ròng rã, nhìn thấy thịt là cảm thấy buồn nôn. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, thấy vẫn còn tức giận. 5 giờ chiều, sau khi sắp xếp hồ sơ bệnh án và chuẩn bị đồ vật cho ngày mai xong, thì vị y trực tiếp bắt xe rời bệnh viện đến phổ nghi. Tan làm chưa Khải? Em có quấy rầy đến anh hay không? Vị y gọi điện thoại cho Âu Dương Khải. Không có, anh vừa làm xong. Âu Dương Khải nói, tối nay chúng ta cùng nhau ăn tối đi. Em đã tới cửa rồi, chừng nào thì anh xuống? Vị y hỏi, anh xuống ngay đây. Sau khi Âu Dương Khải cúp điện thoại, anh trực tiếp ném văn kiện công tác ở trong tay cho trợ lý Lý An. Tổng giám đốc. Âm thanh Lý An run rẩy sau lưng Âu Dương Khải. Tan làm, Lý An trợn tròn mắt khi nghe hai từ tan việc từ trong miệng Âu Dương Khải phát ra. Ngay cả việc xảy ra cách đây 2 năm trước, vị tổng giám đốc này cũng không cho nghỉ sớm đến như vậy. Vậy thì đống công việc còn lại thì ai sẽ tới làm? Trong nháy mắt, Lý An hóa đá. Âu Dương Khải cảm thấy phấn khích. Anh không thể tin được rằng vị y lại chủ động gọi anh đi ăn. Thật sự rất hưng phấn. Chiếc nhẫn kim cương là chiếc nhẫn nạm kim cương màu vàng mà anh chuẩn bị cho việc cầu hôn vị y từ 5 năm trước. Vị y, liệu rằng anh có cơ hội được đeo nó lên tay em không? Vị y, đừng rời bỏ anh, cầu xin em. Em còn tưởng rằng anh chưa tan làm cơ. Vị y nhìn thấy Âu Dương Khải bước ra khỏi thang máy và chạy tới chào đón anh. Bàn giao cho Lý An một chút chuyện. Âu Dương Khải nhìn gương mặt vị y trả lời. Ồ, không sao chứ. Vị y ngẩng đầu nhìn Âu Dương Khải. Âu Dương Khải gật đầu. Vậy thì anh sẽ dành trọn thời gian đêm nay cùng với em đi. Vị y nháy mắt tinh nghịch với Âu Dương Khải. Tất cả là của em. Âu Dương Khải đưa tay ra ôm lấy vị y. Tất cả đều là của em. Chỉ cần em muốn thứ gì thì anh sẽ kiếm thứ đó cho em. Âu Dương Khải tham lam cảm nhận nhiệt độ từ cơ thể vị y. Chúc mừng sinh nhật anh. Vị y thì thào trong vòng tay của Âu Dương Khải. Cơ thể Âu Dương Khải run lên. Anh không ngờ rằng vị y sẽ nhớ ngày sinh nhật của mình. Đã từ rất lâu rồi, không có ai chúc mừng sinh nhật anh, không một ai. Trong trí nhớ của anh, mẹ của anh, người phụ nữ kia luôn coi anh là một người thừa. Ba của anh không bao giờ để ý đến anh, dường như chưa bao giờ để ý đến sự tồn tại của anh. Giống như anh không nên xuất hiện ở trên thế giới này. Mà vị y lại nhớ đến ngày sinh nhật của anh. Trái tim chìm trong bóng tối suốt 30 năm nay, đột nhiên bừng sáng trở lại. Vị y. Ngoại trừ việc gọi tên vị y ra, tất cả cảm giác của Âu Dương Khải đều bị đóng băng bởi những lời nói tiếp theo của vị y.
Âu Dương Khải, anh có thể làm bạn trai em được không? 5 năm trước em đã muốn nói điều này với anh. Anh có thể làm bạn trai em được không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của vị y đỏ bừng vì xấu hổ, vùi trong lồng ngực Âu Dương Khải. Nhưng may mắn thay, cuối cùng cô cũng đã nói ra được tiếng lòng của mình. Từ nay về sau, cô sẽ trông coi anh. Âu Dương Khải không thể tin được những gì mà anh vừa nghe thấy. Vị y đã tỏ tình với anh. Có đúng không? Anh không có nghe lầm chứ? Vị y muốn anh làm bạn trai của cô. Anh làm được sao? Anh xứng đáng sao? Mẹ anh đã từng nói, anh chỉ là một người thừa. Anh có thể làm bạn trai vị y được không? Ngay cả sau khi hẹn hò một thời gian, liệu anh có thể cầu hôn vị y và kết hôn, có một cuộc sống hạnh phúc với cô được không? Có thể không? Có phải anh hy vọng xa vời rồi không? Anh có thể hy vọng xa vời được không? Anh thực sự có thể sao? Anh có thể không? Âu Dương Khải cố hết sức đè nén sự run rẩy toàn thân. Anh hỏi vị y câu đó. Anh không biết, vị y đang ở trong lồng ngực anh bị ôm rất đau. Hơn nữa cô cảm giác được toàn thân run rẩy của Âu Dương Khải. Đủ để thấy được Âu Dương Khải rất khẩn trương. Anh có bệnh trong người. Âm thanh của Âu Dương Khải có một chút hơi run. Cả người run rẩy liên tục. Em biết. Vị y ôm chặt lấy Âu Dương Khải. Âu Dương Khải, em muốn anh làm bạn trai của em. Em muốn được quan tâm chăm sóc cho anh, là vầng hào quang của anh. Bởi vì người đó là anh. Cho dù anh có bệnh tự kỷ thì em cũng sẽ chữa khỏi bệnh cho anh. Dù cho không thể chữa khỏi thì em cũng nguyện ở bên cạnh anh. Âu Dương Khải, anh nghe rõ không? Em sẽ không hối hận và không bao giờ hối hận. Em, vị y muốn anh, Âu Dương Khải làm bạn trai của em. Anh đồng ý. Âu Dương Khải ôm chặt vị y. Coi như em về sau có rời khỏi anh thì lúc này đây anh vẫn sẽ đồng ý. Dù cho còn có người đàn ông kia thì anh vẫn sẽ đồng ý. Vị y, anh đồng ý. Chỉ cầu mong em về sau đừng rời bỏ anh. Vị y, anh đồng ý. Chỉ cần là em thì cái gì anh cũng sẽ đồng ý. Hãy nghe nhịp đập trái tim anh. Vị y, anh yêu em. Chỉ cần có được em, anh có thể từ bỏ tất cả, thậm chí là tính mạng của mình. Chỉ cần là em, anh như thế nào cũng được. Em là ánh hào quang tỏa sáng trong cuộc sống 30 năm dài đằng đẵng của anh. Vị y, tin tưởng em. Vị y cùng với Âu Dương Khải đón hoàng hôn trong vòng tay ấm áp, giống như thiên sứ đứng dưới ánh sáng nhẹ nhàng của hoàng hôn. Trong nháy mắt, hô hấp của Âu Dương Khải giống như dừng lại. Sau đó, anh chậm rãi trả lời vị y. Em biết anh không thích đến những nơi đông người, nơi đó sẽ khiến cho anh cảm thấy bất an. Em sẽ ở bên cạnh anh. Hãy từ từ làm quen anh nhé. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Vị y dừng lại và siết chặt lòng bàn tay của Âu Dương Khải. Hơn nữa, em muốn cùng anh đi mua bữa tối. Vị y nghiêm túc nhìn Âu Dương Khải. Âu Dương Khải không muốn vì anh mà khiến cho vị y không vui. Chỉ cần vị y muốn điều gì thì anh sẽ làm điều đó. Tất cả đổi lấy nụ cười của vị y. Cửa hàng siêu thị, Âu Dương Khải và vị y lái xe đến cửa hàng siêu thị ở trung tâm thành phố. Vì ngày mai là cuối tuần, nên sau khi tan sở, nhiều người đến cửa hàng mua đồ. Sau khi xuống xe, Âu Dương Khải mím chặt miệng, đứng bên cạnh anh. Vị y cảm thấy sự khó chịu của anh. Cô cầm lấy tay anh. Em vẫn ở bên cạnh anh. Vị y bình tĩnh nhìn Âu Dương Khải và nói. Hai người tay trong tay bước vào cửa hàng và bắt đầu mua nguyên liệu để nấu ăn. Anh có muốn ăn một ít bông cải không? Vị y nhìn sắc mặt của Âu Dương Khải thay đổi liên tục. Cô biết anh không thích ăn nên cố ý nói. Buổi tối ăn một chút bông cải vậy. Vị y. Một giọng nói yếu ớt vang lên. Khó có thể tưởng tượng đây là giọng nói phát ra từ Âu Dương Khải. Được rồi, yên nào. Em biết là anh không thích ăn. Em sẽ không mua nó đâu. Vị y vừa cười vừa nói. Hai người mua rất nhiều thứ. Mua bò bít tết, còn mua một số đồ ăn vặt và trở về nhà của Âu Dương Khải. Vừa mở cửa, vị y cảm giác như vừa bước vào hầm băng. Lần đầu tiên cô bước vào nhà của Âu Dương Khải, vị y cảm thấy thật lạnh. Các căn phòng trong nhà đều được trang trí một màu đen và không có dấu vết của nhiệt độ, khiến người ta cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Quay lại nhìn Âu Dương Khải ở phía sau, một cảm giác đau lòng mãnh liệt xuất hiện trong lòng vị y. May mắn là anh ở đây. Vị y ôm lấy Âu Dương Khải. May mắn năm đó em gặp anh, em sẽ không bao giờ để anh rơi vào trong bóng tối, không bao giờ nữa. Em sẽ ở bên anh và chăm sóc cho anh, mãi mãi.
mở rèm cửa trong phòng, bật hết các đèn. Vị y cởi áo khoác ra và nói với Âu Dương Khải, nhà bếp ở chỗ nào, chuẩn bị chiêm ngưỡng tài nấu nướng của em đi. Đi vào trong, sau đó rẽ trái. Âu Dương Khải nhìn vị y trả lời. Mặc dù Âu Dương Khải không bao giờ nấu ăn ở nhà, nhưng các thiết bị nhà bếp vẫn được lắp đặt trong quy trình xây dựng. Gia vị, bát đũa đều đã được chuẩn bị đầy đủ và chúng đều là đồ sứ của anh. Nó khá là tốt. Âu Dương Khải nhìn vị y ở trong nhà bếp rửa rau nấu nướng, bước vào để giúp vị y đang rán bít tết. Anh đừng có tiến lại gần, em đang rán bít tết, dầu sẽ bắn vào anh mất. Vị y vừa lật bít tết trong nồi vừa nói với Âu Dương Khải đang đứng ở sau lưng. Vì khi ở anh, cô không muốn đến nhà hàng để ăn nên vị y đã học nấu ăn. Dù không thể sánh ngang với các đầu bếp của khách sạn 5 sao, nhưng cô vẫn có thể làm món bít tết được. Âu Dương Khải không nói nên lời, anh cảm thấy ấm áp khi nhìn thấy vị y nấu ăn trong bếp. Không khí bây giờ giống như một gia đình vậy. Từ nhỏ không có ai chịu rửa tay nấu ăn cho anh, nhưng bây giờ có vị y sẵn sàng làm điều đó cho anh, còn chúc mừng sinh nhật anh nữa. Vị y, loại cảm giác này có phải tên là hạnh phúc phải không? Âu Dương Khải vô thức nói ra suy nghĩ ở trong lòng mình. Anh hãy tin em sẽ giữ cho anh mãi mãi được hạnh phúc như bây giờ. Vị y quay đầu cười nói với Âu Dương Khải. Sau khi nói xong, khuôn mặt vị y đỏ bừng, mắc cỡ chết đi được. Đều tại anh dùng giọng nói say lòng người như vậy mà hỏi cô, khiến cho cô không kìm lòng được. Âu Dương Khải không nghĩ rằng vị y lại trả lời như vậy. Anh ngẩn người một lúc. Sau đó anh tiến tới hôn vị y, mang theo một chút khẩn trương cùng niềm vui khó tả. Vị y không kịp nói cái gì, liền bị Âu Dương Khải hung hăng hôn. Mặc dù nụ hôn của Âu Dương Khải hơi vụng về, nhưng anh là một người đàn ông rất thông minh. Anh dành cho vị y một nụ hôn sâu, cảm nhận được sự tồn tại của vị y, rất chân thực. Vị y cảm thấy như bị ngạt thở. Anh hôn cô mạnh đến mức cô không thở nổi. Vị y mềm nhũn trong vòng tay của Âu Dương Khải. Xì xèo. Âm thanh bỏ bít tết vang lên cắt đứt màn hôn sâu của hai người. Tất cả lại tại anh. Bít tết khét rồi đây này. Vị y tức giận oán trách Âu Dương Khải. Khuôn mặt Âu Dương Khải xuất hiện chút phấn hồng, trông rất đáng yêu. Âu Dương Khải rửa bát và cho vào máy sấy rồi bước ra khỏi bếp. Anh trông thấy vị y đang ôm gối ngủ say. Ban ngày xem bệnh cho bệnh nhân, viết bệnh án, sắp xếp thời gian phẫu thuật. Buổi tối cùng Âu Dương Khải tới cửa hàng mua thức ăn về làm cơm. Vị y đã trải qua một ngày dài mệt mỏi. Cho nên sau khi ăn cơm tối xong, thì cô ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi một chút, rồi ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay. Âu Dương Khải đi vào trong phòng khách, ngồi xổm trước ghế sofa, lặng lặng nhìn khuôn mặt đang ngủ của vị y. Cảm giác thật ấm áp, giống như trái tim đang sưởi ấm dưới ánh hào quang sau một thời gian dài chìm trong bóng tối. Không gian yên tĩnh, thoải mái, tạo cho người ta cảm giác dễ chịu. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán vị y một cái. Vị y, vị y. Âu Dương Khải nỉ non, anh rất sợ đánh thức vị y. Âu Dương Khải lấy sợi dây chuyền ở trên cổ ra. Trên sợi dây chuyền có treo một chiếc nhẫn. Đây chính là chiếc nhẫn khảm kim cương màu vàng mà anh muốn đưa cho vị y lúc ở sân bay 5 năm trước. Sau khi lấy chiếc nhẫn xuống, anh nhẹ nhàng xỏ nó vào ngón áp út của vị y. Anh ngồi ở trên ghế sofa, nhẹ nhàng ôm vị y vào trong lòng. Sau khi vị y cảm thấy ấm áp, cô dãy ở trong lòng anh để tìm một tư thế thích hợp, rồi tiếp tục ngủ. Âu Dương Khải dịu dàng nhìn vị y, rồi từ từ ngủ tiếp đi. Trong phòng khách, hai người đang ôm nhau ngủ trên ghế sofa. Căn phòng trang trí màu đen không còn cảm giác lạnh lẽo nữa, mà tạo cho người ta cảm giác ấm áp, bình dị, giống như là một gia đình đầm ấm vậy. Vị y đang chuẩn bị cho ca phẫu thuật trong phòng phẫu thuật của bệnh viện. Cô tháo chiếc nhẫn đeo ở trên tay ra và cất nó vào trong tủ đựng đồ. Bên cạnh có đồng nghiệp cười trêu ghẹo. Ái chà, thiên tài của chúng ta cứ như vậy mà bị người khác bắt đi. Đến cuối cùng là ai có phúc như vậy nhỉ? Cậu đừng có cười nữa. Vị y đỏ mặt trách cứ. Kể từ khi thức dậy trên ghế sofa của Âu Dương Khải vào ngày hôm đó, đầu tiên vị y nhìn thấy Âu Dương Khải và sau đó cô cảm thấy chiếc nhẫn đeo ở trên ngón áp út của cô. Có thể là hành động giơ tay của cô đã đánh thức Âu Dương Khải. Vị y đã nhìn thấy qua những ngón tay của cô, gương mặt Âu Dương Khải đang nhìn chằm chằm vào cô và cô không biết anh đã thức dậy từ khi nào. Ánh mắt anh căng thẳng và lo lắng, cùng với đôi môi mím chặt, lộ rõ vẻ mặt lo lắng của anh.
Em rất thích nó. Vị Y nghiêng người về phía Âu Dương Khải. Đứng trước tủ đựng đồ, cô trong lòng nổi lên gợn sóng khi nhớ tới cảnh tượng sáng sớm hôm đó. Cô cầm điện thoại di động lên và nhắn tin cho Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu, sau khi tan làm thì đi cùng tớ một chuyến. Rất nhanh điện thoại rung lên, tin nhắn trả lời của Tiếu Tiếu truyền đến. Ok. Vị Y để điện thoại di động xuống, đóng cửa tủ lại rồi đi vào trong phòng phẫu thuật. Sau khi tan làm, Vị Y cùng với Tiếu Tiếu đi tới trung tâm thương mại để mua nhẫn. Tiếu Tiếu, cậu có biết không? Mỗi lần tớ nhìn thấy ánh mắt của anh ấy, tớ đều cảm thấy đau lòng. Có đôi khi tớ thậm chí còn nghĩ, những năm mà tớ ở bên nước ngoài có phải hay không để ý đến cảm giác của anh ấy. Vị Y một bên nói chuyện, một bên lựa chọn nhẫn ở trong quầy hàng. Làm sao lại nói như vậy? Cậu học y không phải là vì anh ấy sao? Tiếu Tiếu nghi hoặc. Bởi vì cô ấy biết rõ hơn ai hết rằng, Vị Y hồi đó thực sự thích thiết kế. Nhưng vì người nhà và Âu Dương Khải mà phải trả giá ở nước Anh cũng không phải là ít. Không biết nữa, lúc đi cùng với anh ấy, tớ luôn cảm thấy anh ấy có cái gì đó rất bất an. Con mắt của Vị Y phút chốc sáng lên, bởi vì cô nhìn thấy một chiếc nhẫn dành cho nam, rất thích hợp với Âu Dương Khải. Tiếu Tiếu, cậu nhìn xem, cái này có được không? Vị Y chỉ chiếc nhẫn cho Tiếu Tiếu nhìn. À, Tiếu Tiếu gật đầu, cái này trông giống với cái nhẫn mà bà đang đeo nha. Trông giống như là một cặp vậy. Nhìn kỹ, trông rất giống. Cùng một thiết kế đơn giản phóng khoáng, tuy nhỏ nhưng không làm mất đi khí chất của một người đàn ông. Những viên kim cương được khảm xung quanh dường như đáp lại chiếc nhẫn trên tay của Vị Y. Trông giống như là trung tâm ánh sáng của vũ trụ. Cũng giống như Âu Dương Khải coi Vị Y như ánh mặt trời tỏa sáng trong cuộc sống của anh vậy. Ánh mắt của chị thật là tốt. Chiếc nhẫn nam này là nửa còn lại của series ánh hào quang của em cách đây 5 năm. Bởi vì 5 năm trước, nhà thiết kế chỉ tham gia thiết kế nhẫn nữ. Nhà thiết kế không ưng ý với mẫu thiết kế nhẫn nam, nên loại nhẫn nam 5 năm sau mới được ra mắt. Nhân viên bán hàng vừa khen ngợi ánh mắt của Vị Y vừa gói hàng. 5 năm trước, cô xem giúp tôi cái này có phải là chiếc nhẫn của 5 năm trước đó không? Vừa nói Vị Y vừa lấy chiếc nhẫn đeo ở bên tay phải ra. Đúng là chiếc nhẫn này rồi. Có vẻ chị là ý trung nhân của quý ông kia. Chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc. Nhân viên bán hàng chân thành chúc phúc cho Vị Y. Cảm ơn. Trong lòng Vị Y xúc động. Âu Dương Khải, 5 năm trước anh đã suy nghĩ như thế nào để chăm sóc em? Tại sao anh lại không nói cho em biết? Tại sao anh lại để em rời đi? Âu Dương Khải, dường như em yêu anh hơn trước. Âu Dương Khải, cảm ơn anh đã yêu em nhiều như thế này. Tiếu Tiếu, tớ... Vị Y cười xấu hổ, nhìn người cùng mình đi chọn nhẫn. Được rồi, tớ biết cậu sẽ nói cái gì. Nếu không phải hai ta là bạn thân, thì tớ còn tưởng cậu là một người trọng sắc khinh bạn. Đi nhanh lên đi, tớ đi dạo một chút. Tiếu Tiếu biết Vị Y muốn nói gì. Nhìn thấy ánh mắt đầy xúc động của bạn mình, Tiếu Tiếu cũng cảm thấy vui vẻ thay cho bạn mình. Có thể tìm thấy một người đàn ông như vậy để chăm sóc cho bản thân mình. Mở cửa nhà của Âu Dương Khải, Vị Y thấy không có ai ở trong phòng khách, liền bước thẳng vào phòng làm việc, khiến cho anh ngẩn ngơ. Anh... Giọng nói của Vị Y vang lên trong trẻo trong phòng làm việc lạnh lẽo. Đôi mắt vô thần của Âu Dương Khải dần dần phản ứng lại. Là Vị Y trở về. Ăn tối sao? Tại sao lại ngồi ngẩn người ở đây? Thấy Âu Dương Khải phản ứng lại, Vị Y tới gần nhìn vào đôi mắt anh. Được rồi, chỉ cần nhìn anh là em biết rằng anh chưa ăn tối. Em cũng chưa ăn tối, hay là chúng ta làm một cái gì đó để ăn đi? Vị Y ôm đầu Âu Dương Khải lung lay. Trong mắt Vị Y tràn đầy sự vui vẻ. Đi thôi. Cô lôi kéo Âu Dương Khải đi về phía nhà bếp. Kể từ khi Vị Y chuyển tới căn hộ của Âu Dương Khải, Vị Y thỉnh thoảng về nhà nấu ăn sau khi phẫu thuật ở bệnh viện. Âu Dương Khải sẽ chịu trách nhiệm rửa bát sau mỗi bữa ăn. Âu Dương Khải bước đến phòng khách vì Vị Y đang xem tivi trong đó. Trông thấy Vị Y vẫy tay ra hiệu, anh đi qua chỗ cô. Anh, đoán xem trong tay em có cái gì? Vị Y cười làm nũng với Âu Dương Khải. Anh đoán không ra. Âu Dương Khải nhìn Vị Y. Bộ dạng này của cô khiến cho anh cảm thấy rất yên tâm, rất thoải mái. Nắm chặt bàn tay của Vị Y, những ngón tay mảnh khảnh của Âu Dương Khải vuốt ve chiếc nhẫn trên tay Vị Y. Âu Dương Khải cảm thấy cả thế giới này thật yên tĩnh, không còn tăm tối bởi vì có Vị Y. Vị Y chính là ánh hào quang tỏa sáng trong cuộc đời của anh.
Một cơn lạnh buốt bao trùm lấy ngón tay áp út của Âu Dương Khải. Khải, anh là của em. Vị y nhìn Âu Dương Khải choáng váng vì hành động của cô và nói từng chữ một. Lúc này dường như tất cả máu trong người Âu Dương Khải đông cứng lại. Là nhẫn, đó là nhẫn tình yêu mà vị y chuẩn bị cho anh. Vị y, vị y. Âu Dương Khải kích động không thể tự kiềm chế, chỉ có thể hung hăng ôm lấy vị y mà hôn. Vị y. Âu Dương Khải ôm lấy vị y mà hôn sâu. Khải, Khải. Vị y đáp lại nụ hôn của Âu Dương Khải. Âu Dương Khải ôm ngang vị y mà đi vào trong phòng ngủ để đặt vị y lên trên giường. Vị y. Đau quá, chỗ này đau quá. Âu Dương Khải nói. Sau đó anh kéo tay vị y chạm đến phần thân dưới đang cảm thấy khó chịu. Vị y mặt đỏ bừng, biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nên cô không đẩy Âu Dương Khải ra. Chỉ nhìn Âu Dương Khải đang đè lên người cô. Vị y biết người đàn ông trước mặt cô coi cô như cả tính mạng, cho nên tất cả việc này đều chỉ vì Âu Dương Khải. Cô ôm lấy cổ Âu Dương Khải, ổn định môi của anh, rồi khẽ thì thầm vào tai của anh. Khải, hãy yêu em thật tốt. Vị y cảm nhận được sự va chạm của Âu Dương Khải với thân thể của cô, từng chuyển động tràn đầy tình cảm. Bên cửa sổ, ánh trăng đang treo cao, có một đôi lứa đang hạnh phúc ở bên trong căn phòng này. Sáng hôm sau, mặt trời đã chiếu vào căn phòng đã lâu không chiếu vào này. Một đôi nam nữ đang ôm nhau ngủ trên giường. Vị y chậm rãi tỉnh lại, cô cảm giác cả thân thể giống như bị xé toạc. Cô khẽ nhúc nhích cơ thể của mình. Chúa ơi, vị y nhớ lại những gì xảy ra đêm qua giữa cô và anh. Mà lúc này Khải vẫn nằm trong người cô, không chịu lấy ra, và có vẻ như nó ngày càng to ra. Quay đầu lại, cô thấy Âu Dương Khải đã thức dậy từ lúc nào. Cô vùi đầu vào chăn để che đi sự ngượng ngùng của mình. Còn đau không? Tình yêu trong mắt Âu Dương Khải đã nhấn chìm vị y. Anh ra ngoài. Vị y mắc cỡ chết đi được. Âu Dương Khải nghiêng người hôn vị y. Buổi sáng anh giúp em xin nghỉ ở bệnh viện rồi. Sau đó anh chạm nhẹ vào người vị y rồi rời đi. Vị y, anh yêu em. Mong em đừng rời bỏ anh. Âu Dương Khải nghĩ trong lòng. Lúc này ở bệnh viện. Đồ vô lương tâm. Mấy ngày trước sao em không tới? Anh nhớ em lắm. Sợ vị y nghe được giọng điệu khinh bỉ của Jason, cô lập tức ném điện thoại trên bàn về phía anh ấy. Em sẽ nói cho Julie biết, để cậu ấy đá anh. Vị y tức giận. Hello, ehem. Là do bọn em phải đi trực các phòng bệnh mà. Julie nói vọng vào từ ngoài cửa. Tiện đây thì tớ cũng đồng ý đá anh ấy. Gần đây vị y cảm thấy rất lạ. Tự nhiên cô lại thích ăn những món mà trước đây mình cực kỳ ghét. Ví dụ như là món cá ngâm chua đang nằm trên bàn. Trước đây, cho dù có bị đánh chết thì cô cũng sẽ không bao giờ đụng đến nó. Thế mà bây giờ, cô lại ăn một lúc nửa con. Ngay cả người ngồi đối diện là Tiếu Tiếu cũng chưa được ăn thử miếng nào. Vị y, cậu có thể trở lại một miếng cho tớ được không? Đây là tớ gọi mà, tớ còn chưa được ăn miếng nào đâu. Giọng nói ấm ức của Tiếu Tiếu đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của vị y đang cúi đầu ăn. Tiếu Tiếu, hay là cậu gọi thêm một phần đi, tớ không nhịn được đâu. Nó rất ngon. Vị y chớp chớp mắt nhìn Tiếu Tiếu một cách đáng thương. Trước kia cậu có bao giờ ăn món này đâu, còn nói là mùi của nó quá nồng, kể cả đồ ngâm chua cậu cũng chả đụng đến. Sao vậy, tự nhiên biến đổi ghê thế? Tiếu Tiếu vừa nói, vừa tranh thủ gọi thêm một phần cá ngâm chua. Cô ấy đâu còn cách nào khác đâu. Lúc cô ấy ngồi nói chuyện thì vị y đã làm sạch con cá rồi, chỉ để lại xương mà thôi. Tớ cũng chẳng biết tại sao lại như vậy nữa. Vị y nuốt nước miếng rồi nói tiếp. Gần đây tớ luôn cảm thấy buồn nôn, đặc biệt là khi ngửi thấy mùi dầu mỡ, nhưng tớ lại thích ăn đồ chua. Vị y lau miệng rồi tiếp tục đợi phần cá ngâm chua chuẩn bị được mang đến. Tiếu Tiếu nhìn chằm chằm vào vị y một cách cẩn thận. Đột nhiên cô ấy nghĩ ra điều gì đó. Ehem, vị y, chẳng lẽ cậu đã làm gì với Âu Dương Khải nhà cậu rồi? Tiếu Tiếu nín cười để hỏi. Tiếu Tiếu, cậu... Vị y sững sờ. Chẳng lẽ... không thể nào. Đã bao lâu cậu chưa đến kỳ rồi? Ý của cậu là... Vị y ngơ ngác. Cô đã chuyển đến căn hộ của Âu Dương Khải để sống với anh kể từ lúc hai người làm chuyện ấy cách đây 3 tháng. Mỗi lần quan hệ thì Âu Dương Khải luôn để yên cái đó trong cơ thể cô, mà ngủ cho đến sáng hôm sau. Cô cũng chẳng thèm dùng thuốc tránh thai. Ôi trời ơi,
Cô có con với Âu Dương Khải. Cậu còn ngồi ăn được hay sao? Chị hai ơi, làm ơn nhanh chóng trở lại bệnh viện kiểm tra đi. Tiếu Tiếu kéo vị y vẫn còn ngơ ngác chạy đến bệnh viện. Vị y cầm tờ xét nghiệm trên tay, trên đó ghi rõ ràng. Thai nhi đã được 7 tuần. Trong lòng cô dâng lên cảm giác vô cùng kỳ lạ, hồi hộp, hạnh phúc, lại thêm chút lo lắng. Cô sắp được làm mẹ. Đây là con của cô và Âu Dương Khải. Cẩn thận tính toán một chút, thì đứa bé cũng được tạo ra từ cái đêm đầu tiên của hai người. Khải, anh sắp làm ba rồi. Vị y mỉm cười rồi lẩm bẩm. Khi vị y trở về nhà vào buổi tối, cô vừa đi vào bếp đã thấy Âu Dương Khải đang chuẩn bị cơm. Cô ôm Âu Dương Khải rồi tựa đầu vào lưng anh. Việc này khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái và yên bình. Khải, chúng ta cần chuẩn bị một phòng trống cho trẻ con. Vị y nói. Loảng xoảng. Dụng cụ làm bếp trong tay Âu Dương Khải rơi xuống đất. Cả người anh đột nhiên choáng váng. Lúc này trái tim của anh đập dữ dội, máu trong người như đông cứng lại. Vị y vẫn ôm Âu Dương Khải. Cô mỉm cười chờ phản ứng của anh. Phòng trẻ con. Phòng trẻ con là thật sao? Vị y đã có con của anh. Nó là con của anh. Mỗi lần hai người làm chuyện đó với nhau, anh đều cố ý để cái đó ở yên trong cơ thể của cô, đến ngày hôm sau mới rút ra. Anh cố ý để vị y sớm ngày có thai. Bây giờ điều ước đã trở thành sự thật rồi. Cô đã thực sự thuộc về anh rồi sao? Cô đang có em bé, hơn nữa còn không muốn phá thai. Vị y sẵn sàng sinh con cho anh. Về sau anh sẽ làm ba của đứa bé. Anh có vị y, anh không còn là người thừa nữa, có đúng không? Vị y. Âu Dương Khải hoảng loạn kêu tên của vị y. Em đây. Vị y vứt ve cơ thể run rẩy của Âu Dương Khải. Vị y của anh. Âu Dương Khải run rẩy. Anh không thể tin được, vì sợ đây chỉ là mơ. Sợ mình đột nhiên rơi vào bóng tối 6 phút giây hạnh phúc này. Em hiểu mà, Khải, thả lỏng đi, em ở đây. Vị y dịu dàng an ủi thân thể run rẩy của Âu Dương Khải. Dần dần anh cũng bình tĩnh trở lại. Anh, hôm qua anh... Đột nhiên Âu Dương Khải nghĩ đến đêm qua hai người đã làm chuyện ấy mãnh liệt như vậy. Cho nên anh lo lắng nói. Đứa bé rất khỏe mạnh, đừng lo lắng. Tuy nhiên mấy tháng tới, chúng ta cũng không thể làm chuyện này. Vị y an ủi, Âu Dương Khải đặt tay lên bụng vị y để cảm nhận hơi ấm từ nơi đó, cảm nhận sự sống đang lớn dần trong cơ thể cô. Đây là con của anh và vị y. Vị y, anh vội vã ôm cô vào lòng. Cảm ơn em đã nguyện ý yêu anh, nguyện ý vì anh. Vì vị y đang mang thai, nên rất nhiều công việc trong bệnh viện đều được giao cho Jason và Julie giúp đỡ. Cũng may bây giờ cặp đôi quái dị này không quá bận rộn, nên cô mới có thể chia sẻ thêm công việc cho họ được. Trong căn hộ của Âu Dương Khải. Khải, anh xem, cái giường trẻ con này nhỏ quá đi. Vị y chỉ vào cái giường trong phòng. Cô cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Bởi vì mang thai được 4 tháng, nên trông vị y đẫy đà hơn trước. Bụng hơi lồi ra, càng khiến cô giống như một thiên thần chiếu sáng trái tim của Âu Dương Khải. Âu Dương Khải đứng dậy, đi đến cạnh vị y. Anh đặt tay lên vùng bụng nhô cao của cô để cảm nhận đứa bé. Cảm nhận nguồn sáng ấm áp mà vị y mang lại cho anh. Vị y, cảm ơn em đã nguyện ý sinh con cho anh. Âu Dương Khải nghẹn ngào nói, anh có thể cảm nhận được sự ấm áp từ vùng bụng dưới nhô ra của vị y. Khải, anh không cần phải cảm ơn em. Cô rời khỏi lồng ngực của anh, sau đó dùng tay ôm lấy đầu Âu Dương Khải, rồi nhìn thẳng vào mắt người nọ. Em nguyện ý bởi vì người đó là anh. Khải, anh không cần phải cảm ơn em. Anh chỉ cần yêu em là tốt rồi. Vị y nói xong thì lập tức trao cho Âu Dương Khải một nụ hôn để thể hiện tình yêu sâu đậm mà cô dành cho anh. Khải, chúng ta đón ông nội trở về nước để ông có thể dưỡng già đi. Vị y dựa vào lòng Âu Dương Khải rồi chậm rãi tận hưởng không khí trong lành của buổi chiều. Được, em muốn như thế nào cũng được. Âu Dương Khải trả lời. 6 tháng sau, theo lời thúc giục của vị y, Âu Dương Khải mang theo Lý An đến anh để đưa ông nội và chú của anh trở về thành phố A. Khi vị y mang thai được 7 tháng, Âu Dương Khải đưa vị y trở về biệt thự của dòng họ Âu Dương. Mọi việc liên quan đến cô đều do anh chịu trách nhiệm. Anh thậm chí còn hay tỉnh giấc lúc nửa đêm vì sợ vị y khó chịu. Anh sợ không thể có mặt đúng lúc cô cần. Cả hai đã đi lấy giấy chứng nhận kết hôn ngay khi biết vị y mang thai. Đêm đó, Âu Dương Khải vẫn chưa thể tin được vị y chính là vợ anh.
cô là ánh nắng của anh, là mọi thứ của anh, thế giới của anh không còn bóng tối nữa. Người đàn ông đó sẽ không thể tác động đến họ nữa, có đúng không? Âu Dương Khải nhìn vết sẹo trên cổ tay và ngắm khuôn mặt ngủ say của Vị Y, anh thầm nói trong lòng. Vị Y, anh không muốn đắm chìm trong thế giới đen tối của chính mình một lần nào nữa. Ông nội, đây là giấy khám sức khỏe của Khải sao? Làm sao có thể như vậy được? Vị Y nhìn vào tờ giấy khám sức khỏe tinh thần của Âu Dương Khải thì trái tim cô đột nhiên đau nhói. Kết quả đánh giá trạng thái tinh thần gần đây của Âu Dương Khải mà. Có phải là 5 năm trước đâu? Vị Y nghi ngờ nhìn bản báo cáo mà ông nội giao cho mình. Bởi vì bây giờ, tất cả các biểu hiện của Âu Dương Khải đều rất bình thường, rất khác so với trước đây. Thế nhưng vì sao kết quả lại như vậy? Âu Dương Khải, anh rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Anh đang giấu trong lòng chuyện gì mà không thể nói cho em biết? Khải, em thật lòng yêu anh. Vào lúc nửa đêm, Âu Dương Khải giật mình tỉnh dậy bởi vì một cơn ác mộng. Trong đó, Vị Y đã rời bỏ anh. Anh vội vàng nắm lấy tay cô thì đột nhiên hoảng sợ khi không thấy cô đâu cả. Vị Y, Vị Y. Âu Dương Khải run rẩy gọi. Vị Y nghe thấy tiếng kêu của anh thì vội vàng chạy ra từ nhà tắm. Cô nhanh chóng bật đèn ngủ trong phòng lên. Khải, sao vậy? Anh gặp ác mộng hả? Vị Y ngồi cạnh Âu Dương Khải rồi khẽ hỏi. Tuy nhiên, Âu Dương Khải chỉ ôm chặt Vị Y mà không nói lời nào. Anh cứ ngồi đó im lặng một lúc thật lâu. Ngay khi Vị Y nghĩ rằng anh sẽ không chịu trải lòng mình, thì một giọng nói buồn tẻ đột nhiên vang lên bên tai cô. Em đi đâu vậy? Vị Y thở dài nhẹ nhõm một hơi. Em còn tưởng anh không muốn nói chuyện chứ, em vào nhà vệ sinh thôi mà. Sao vậy? Nói cho em biết anh gặp ác mộng gì có được không? Vị Y đau lòng nhìn Âu Dương Khải. Rốt cuộc anh đã mơ thấy gì mà lại khổ sở đến thế? Em ở đây rồi nên không có chuyện gì đâu. Âu Dương Khải ôm Vị Y thật chặt. Vị Y đang mang thai nên cực kỳ buồn ngủ, vì vậy cô thiếp đi trong lòng anh. Âu Dương Khải cũng không chịu ngủ, anh cứ như vậy ngắm cô rồi thức trắng cả một đêm. Trong phòng khám của bệnh viện, bạn nhỏ à, con phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ đó nha. Sở Vị Y vừa nói vừa viết ghi chú cho đứa bé ngồi đối diện. Vì Sở Vị Y đang mang thai nên cô trông có phần dịu dàng hơn, khiến cho mọi người có cảm giác yên tâm. Sau khi cô về nhớ chú ý an toàn của trẻ, không được chạy nhảy quá mạnh. Lúc ngủ cố gắng không đè vào miệng vết thương, tránh làm cho vết thương nứt ra. Cô xoa đầu đứa bé rồi căn dặn mẹ nó. Trẻ con còn phát triển, rất thích vận động, cô nhất định phải chú ý. Nếu qua một khoảng thời gian tình trạng của bé không quá tệ, đợi đến tháng 3 năm sau là có thể kết thúc phẫu thuật. Phải làm nhân lúc đứa bé còn nhỏ để vết thương lành lại nhanh. Nên trong những tháng tới, nhất định phải bảo vệ đứa bé thật tốt nhé. Cảm ơn bác sĩ Sở, chúng tôi nhất định sẽ chú ý. Mẹ đứa bé vô cùng nghiêm túc nhớ lời của Vị Y. Bạn nhỏ ơi, con nhớ phải ngoan đó. Như vậy thì năm sau con có thể giống như những bạn nhỏ khác rồi. Vị Y không nhịn được dặn dò đứa bé thêm một lần nữa. Cộc cộc cộc. Jason đang đứng gõ trước cửa phòng khám. Cảm ơn bác sĩ Sở, vậy chúng tôi đi trước đây. Tạm biệt bác sĩ đi con. Mẹ đứa bé thấy có bác sĩ khác đến tìm Sở Vị Y, liền dẫn đứa bé đi ngay. Tình yêu bé nhỏ của anh à, nghĩ đến việc không gặp em trong 3 tháng tới là anh lại thấy buồn. Jason ôm ngực làm bộ như đang đau lòng. Vị Y dọn dẹp đồ dùng trên bàn, đặt thông tin ca bệnh vào trong chồng hồ sơ. Hôm nay là ngày cuối cùng cô đến bệnh viện làm việc trước khi sinh. Kể từ ngày mai cô sẽ ở nhà dưỡng thai. Cũng hết cách, cô đã mang thai 7 tháng rưỡi rồi. Ngày nào Âu Dương Khải cũng lo lắng cô sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn. Lại thêm người lớn là ông nội Âu Dương cùng ba mẹ cô, ngày nào cũng nhìn cô bằng cặp mắt ai oán như trẻ nhỏ. Mong muốn cô tạm gác công việc qua một bên, nên Sở Vị Y đành phải thỏa hiệp ở nhà dưỡng thai trước. Anh, ui da! Vị Y vừa định đứng lên thì bị bé cưng trong bụng đá một cái, không nhịn được mà kêu lên một tiếng. Jason đứng bên cạnh hết hồn, vội bước đến chỗ Vị Y, cúi xuống hỏi thăm tình hình của Vị Y, bắt đầu làm kiểm tra cho cô. Sao rồi, chỗ này có đau không? Không đau, vậy thì chỗ này. Jason ấn nhẹ nhàng vào bụng của Vị Y và hỏi thăm tình hình. Anh không cần phải căng thẳng như vậy đâu. Vị Y cười nói, còn Jason tiếp tục kiểm tra. Bé cưng trong bụng vừa đạp em. Đột nhiên có người nào đó kéo mạnh Jason từ phía sau, cho anh ấy một cú đấm vào mặt. Chật chật,
Thật là ác mà, chỉ cần nhìn thấy khóe miệng Jason trực tiếp phun ra máu là biết. Trời ơi, người này đã dồn bao nhiêu sức lực vào cú đấm này vậy? Sao không thèm chào hỏi đã cho một quyền chứ? Jason cảm thấy răng trong miệng mình đã sắp rụng vài cái rồi. Người này ra tay ác thật. Jason không hề ngại ngần gì mà đáp trả. Sau đó hai người lao vào đánh nhau. Jason ra đòn không thua kém gì so với người trước đó. Phải biết rằng trước đây, Jason từng được xem như là một người có danh tiếng ở Anh. Từ nhỏ đã được huấn luyện trở thành võ sư Taekwondo đai đen. Mặc dù bình thường anh ấy rất kỳ lạ, nhưng chắc chắn một điều, anh ta là một bậc thầy trong võ thuật. Thực lực không phân cao thấp với Âu Dương Khải. Đợi đến lúc Vĩ Y nhìn thấy rõ người đã đánh Jason, cô liền hét lớn. Khải! Người đó là Âu Dương Khải. Vì hôm nay là ngày cuối cùng Vĩ Y đi làm, nên Âu Dương Khải muốn đến đón cô tan làm, rồi cùng nhau về nhà. Không ngờ đứng trước cửa lại nhìn thấy Vĩ Y cùng một người đàn ông Jason đang thân mật. Hình như hai người họ đang hôn nhau. Trong phút chốc, lý trí của Âu Dương Khải tan vỡ, cả thế giới của anh như đã sụp đổ, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ. Vĩ Y không cần anh nữa, lần này cô thực sự không cần anh nữa rồi. Cơn ác mộng mà anh không mong muốn nhất đã trở thành sự thật. Âu Dương Khải đứng trước cửa, hai tay siết chặt thành nắm đấm, trên tay còn đang đeo chiếc nhẫn kim cương mà Sở Vĩ Y đã tặng. Chiếc nhẫn tượng trưng cho tình yêu của họ, được khảm những viên kim cương màu vàng, đại diện cho ánh mặt trời. Bé cưng trong bụng vừa đạp em. Sau khi nghe được cô nói những lời này, Âu Dương Khải triệt để sụp đổ. Đó là con của anh. Anh không thể mất đi đứa bé. Không thể, tuyệt đối không thể. Một khi đã cảm nhận được sự ấm áp của ánh mặt trời, anh không muốn trở lại bóng tối thêm lần nào nữa. Anh không nên làm những việc quá đáng, bất kể phải trả giá như thế nào. Không được. Trong đầu Âu Dương Khải chỉ vang lên một câu nói. Giết anh ta. Giết anh ta, mau giết người đàn ông đó. Vì vậy mới xảy ra tình huống vừa rồi. Khải, dừng tay, anh mau dừng tay. Sở Vĩ Y lớn tiếng mà hét lên. Khải, dừng tay, đừng đánh nữa. Bất thình lình Vĩ Y chặn lại nắm đấm của Âu Dương Khải, đứng trước bảo vệ Jason và hét lớn. Âu Dương Khải, anh dừng tay cho em. Vĩ Y bị anh chọc tức chết rồi. Tại sao anh ấy không chịu phân rõ trắng đen gì hết, đã đánh người ta rồi, còn đánh Jason thảm như vậy. Vĩ Y tức điên lên, không thèm lựa lời mà lớn tiếng nói Âu Dương Khải. Anh đi ngay cho em không muốn gặp lại anh nữa. Âu Dương Khải, anh quá đáng lắm rồi, anh lại có thể đánh người ta thành như vậy. Sở Vĩ Y tức muốn chết, cô nhìn khuôn mặt của Jason bị Âu Dương Khải đánh và cái áo khoác bác sĩ sộc sạch là đủ biết Âu Dương Khải đã ra tay ác cỡ nào. Em dìu anh đi xử lý một chút. Sở Vĩ Y đỡ Jason đi ra. Ngoài cửa tụ tập rất nhiều hộ lý và người bệnh đứng vây xem. Ai ra Vivi à, em nhẹ tay một chút. Bị đánh như vậy, mà Jason vẫn không quên trêu chọc Sở Vĩ Y. Anh im miệng cho em. Sở Vĩ Y nghiêm khắc mắng Jason. Anh ấy bị đánh như vậy, cũng không bỏ được cái tính lưu manh. Ai ra, Jason ơi à Jason, anh nói xem Âu Dương Khải không phải đánh anh thì đánh ai chứ. Anh bị đánh là đáng lắm mà. Khi đi ngang qua Âu Dương Khải, cô không nhìn Âu Dương Khải lấy một lần mà trực tiếp đi luôn. Julie nghe tin thì vội chạy đến phòng bệnh. Sau khi nghe toàn bộ sự việc, đặc biệt là khi nghe câu "Ai ra Vivi à, em nhẹ tay một chút." Khi Jason bước ra khỏi phòng khám, thì cô không những không trách Sở Vĩ Y, còn cầm lấy đống hồ sơ chưa kịp sắp xếp lại đánh Jason mấy cái. Đáng đời lắm, đánh anh là đáng lắm. Sau đó Julie nói với Sở Vĩ Y một cách rất nghiêm túc. Vivi, hiện giờ cậu nên đi tìm Âu Dương Khải của cậu ngay, sau đó giải thích hiểu lầm với anh ấy đi. Nói tất cả chuyện này cũng tại cái thằng cha nói hay không biết suy nghĩ đáng đánh này. Cô nói rồi hung hăng trừng mắt nhìn Jason đang kêu đau ở bên cạnh. Tớ không đi đâu, anh ấy khi không lại đi đánh người khác, còn đánh Jason thành cái dạng này, tớ không muốn đi. Sở Vĩ Y thấy Jason bị đánh thảm như vậy, thì trong lòng cô liền áy náy. Nghe tớ nói đi cô bạn thân yêu của tớ ơi. Cậu bắt buộc phải đi tìm anh ấy rồi giải thích ngay lập tức. Julie một lần nữa đề nghị Sở Vĩ Y đi tìm Âu Dương Khải. Tớ nhớ cậu đã từng nói chồng cậu mắc bệnh tự kỷ. Vậy lời cậu vừa nói ban nãy vô tình là một đòn chí mạng vào anh ấy. Có thể dễ dàng phá hủy cả thế giới của anh ấy đấy. Trời ạ! Sở Vĩ Y hoảng hốt thốt lên. Ban nãy cô thực sự là tức điên lên rồi. Cô chưa bao giờ la anh ấy lớn tiếng như vậy. Tại sao cô lại quên mất tình cảm của Âu Dương Khải mỏng manh đến nhường nào? Mỗi lời nói, hành động của cô
ảnh hưởng đến anh ấy bao nhiêu cơ chứ. Sở Vi Y đứng dậy, định đi tìm Âu Dương Khải. Cảm ơn cậu, Julie. Tớ... Tầm nhìn Vi Y nhòe đi vì nước mắt. Cậu đừng quá lo lắng, sự việc cũng có thể sẽ tốt hơn cậu nghĩ nhiều. Cậu phải chú ý bé cưng trong bụng mình đó. Julie trấn an cô. Anh ấy vẫn luôn lo lắng. Vậy mà tớ chưa từng chú ý đến điều đó. Nước mắt Sở Vi Y không kiềm chế được mà rơi xuống. Tim cô đau quá, đau quá. Tại sao cô có thể làm tổn thương Khải yêu cô như vậy? Sao cô có thể tổn thương ánh mặt trời duy nhất của cô như vậy chứ? Sở Vi Y quay lại phòng khám. Âu Dương Khải đã sớm rời khỏi đó rồi. Người dùng mà bạn gọi đã tắt máy hoặc không nằm trong vùng phủ sóng. Xin vui lòng gọi lại sau. Cô bấm gọi đi gọi lại số điện thoại của Âu Dương Khải. Nhưng trả lời cô vẫn là cái giọng nói máy móc ấy. Khải, bắt máy đi. Anh bắt máy đi mà Khải. Sở Vi Y ngồi trên ghế, bất lực khóc nức nở. Con yêu, mẹ phải làm sao đây? Mẹ làm tổn thương ba rồi. Mẹ biết mẹ sai rồi. Khải ơi, anh ở đâu? Sở Vi Y vuốt nhẹ bụng mình, bất lực khóc. Khải! Sau khi trở lại nhà thì Vi Y vội gọi điện kể cho ông nội nghe về những gì đã xảy ra tại bệnh viện. Vi Y, cháu và đứa bé có sao không? Ông nội hỏi thăm. Ông nội, cháu và đứa bé không sao cả, nhưng mà... Nước mắt của Vi Y chảy xuống hai bên gò má. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng người khiến Âu Dương Khải đau lòng lại là mình. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ tìm được. Đừng lo lắng, thằng Khải chỉ tạm thời nghĩ quẩn mà thôi. Thằng bé sẽ không rời bỏ con đâu. Tuy ông cụ an ủi cháu dâu của mình, nhưng giọng điệu run rẩy và hành động nắm chặt lấy cây gậy trong tay cũng chứng minh được ông cụ đang rất lo lắng. Lúc này bác Toàn và trợ lý Lý An của Âu Dương Khải bước vào nhà. Ông, mợ, chúng tôi đã tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy cậu đâu. Sau khi biết tin cậu chủ của mình mất tích, Lý An đã lập tức bỏ ngang những công việc khác để đi đến đồn cảnh sát với bác Toàn. Mọi người nhanh chóng chia nhau đi tìm Âu Dương Khải ở khắp các ngõ ngách của thành phố A. Ông nội... Lúc này Vi Y cực kỳ hoảng sợ. Cô liên tục hết gật rồi lại lắc đầu mà không nói được lời nào cả. Tiếp tục tìm kiếm. Cậu Toàn, anh hãy nói với tất cả mọi người chia nhau tìm kiếm cháu trai Âu Dương Khải của tôi. Tôi sẽ không dễ dàng để nó xảy ra chuyện gì đâu. Ông cụ đã từng trải qua biết bao nhiêu sóng gió, chỉ biết chịu đựng một mình. Cháu dâu của ông, cả chất nội còn chưa ra đời, không thể gặp chuyện không hay được. Cháu nội của ông đã trải qua rất nhiều chuyện rồi, thằng bé cũng không thể bị gì, tuyệt đối không thể. Mợ, tôi muốn nói chuyện với mợ, chỉ hai chúng ta mà thôi. Lý An liên tục nhìn Vi Y kể từ khi anh ta bước chân vào nhà, như thể có điều gì đó muốn nói với cô. Trong phòng làm việc, Lý An im lặng một lúc lâu. Mợ, trước hết xin mợ tha thứ vì câu hỏi của tôi. Mợ thực sự yêu chủ tịch sao? Lý An nghiêm túc hỏi. Sao anh lại hỏi như vậy? Vi Y cố gắng bình tĩnh vì đứa con trong bụng mình. Tôi yêu anh ấy. Nếu tôi không yêu anh ấy thì sẽ không lấy anh ấy. Huống chi là sinh đứa bé này. Lý An thở phào nhẹ nhõm. Câu trả lời của Vi Y khiến anh ta cảm thấy vô cùng hài lòng. Vậy người đàn ông đó và cô có quan hệ gì? Lý An tiếp tục chất vấn Vi Y. Người đàn ông đó? Vi Y nhìn Lý An bằng một ánh mắt nghi ngờ. Ý anh là Jason? Chính là anh ta. Tình trạng của chủ tịch vốn dĩ đã được cải thiện rất nhiều. Thậm chí các bác sĩ còn nói rằng chỉ cần duy trì như vậy thì bệnh tự kỷ của anh ấy có thể được chữa khỏi. Tuy nhiên, sau khi chủ tịch trở về từ Anh cách đây 2 năm thì tình hình ngày càng xấu đi. Ngay cả bác sĩ cũng không thể tìm ra lý do. Vì vậy tôi nghĩ nguyên nhân của nó có thể liên quan đến mợ. Anh nói là Khải đã đến Anh cách đây 2 năm sao? Sao tôi lại không biết? Vị Y không thể tin được. Đúng vậy, hơn nữa sau khi trở về còn xảy ra một chuyện nữa. Lý An nói tiếp. Có chuyện gì vậy? Vị Y cảm giác được chuyện mà Lý An sắp kể sẽ khiến cô khó có thể tiếp thu được. Chủ tịch luôn mặc áo dài tay, không lẽ mợ chưa từng tự hỏi nguyên nhân là gì sao? Lý An không thể tự kiềm chế cảm xúc của chính mình. Anh ta lớn lên cùng Âu Dương Khải và trở thành trợ lý của anh ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Tất nhiên Lý An biết được tầm quan trọng của Vi Y đối với Âu Dương Khải. Tuy nhiên, anh ta không thể kìm nén sự tức giận của bản thân đối với người đang mang thai được 7 tháng là Vi Y. Bởi vì theo anh ta nghĩ, tình yêu của cô dành cho Âu Dương Khải kém sâu đậm hơn tình yêu của anh dành cho cô.
bởi vì trước đây chủ tịch đã từng tự tử. Mợ không thể tưởng tượng được chủ tịch đã đối xử với bản thân tàn nhẫn đến mức nào đâu. Lúc đó chỉ cần chậm một chút thì hôm nay mợ không thể nhìn thấy anh ấy rồi. Tất cả là do lỗi của mợ và người đàn ông kia. Lời nói của Lý An tựa như hòn đá đâm thẳng vào trái tim Vị Y. Tự tử sao? Vị Y không thể tin vào tai mình. Khải của cô, suýt chút nữa cô đã hại chết Âu Dương Khải rồi. Tôi... Trái tim của Vị Y cảm thấy cực kỳ đau đớn, đau đến mức cô không thể thở được. Một lúc lâu sau, Lý An vẫn im lặng như cũ. Anh ta đang chờ đợi câu trả lời từ Vị Y, người phụ nữ mà Âu Dương Khải yêu. Lý An, tôi yêu anh ấy. Bất luận xảy ra chuyện gì thì tôi cũng sẽ yêu anh ấy. Vị Y ngẩng đầu lên nhìn Lý An mà nhấn mạnh từng chữ một. Tôi không liên quan gì đến Jason. Chúng tôi chỉ là bạn và đồng nghiệp của nhau mà thôi. Vợ sắp cưới của Jason là Julie. Cô ấy cũng là bạn tốt của tôi. Julie? Vị Y bỗng nhiên nhớ ra Julie cũng là sinh viên của trường Y. Cái chính ở đây là cô ấy học ngành tâm lý học. Julie, tớ cần cậu giúp. Vị Y lo lắng nói sau khi cuộc gọi của cô đến Julie được kết nối. Vivi, tớ đây. Julie trả lời ở đầu dây bên kia cuộc gọi. Khải mất tích rồi, chúng tớ không thể tìm ra anh ấy. Tớ... Mặc dù Vị Y đã tỉnh táo hơn, thế nhưng bởi vì quá lo lắng cho Âu Dương Khải nên cô mới nói năng lộn xộn. Vivi, những người mắc chứng tự kỷ thường muốn trốn đến một nơi nào đó sau khi bị đả kích tinh thần hoặc nội tâm bị tổn thương. Thông thường họ sẽ chọn một địa điểm ngập tràn niềm vui hoặc những kỷ niệm hạnh phúc để làm nơi ẩn náu. Cậu nên nghĩ đến nơi nào đó có thể khiến anh ấy hạnh phúc, cậu phải làm nhanh lên. Bởi vì hầu hết những người tự kỷ sẽ chọn cách cực đoan và tự làm hại bản thân hoặc là tự tử ngay khi họ cảm thấy thế giới của họ bị sụp đổ. Julie nói qua điện thoại, cô ấy không quên nhắc nhở Vị Y, nơi chứa đựng niềm vui và hạnh phúc. Đột nhiên Vị Y nghĩ đến một địa điểm, chính là nó, Khải có thể đang ở đó. Đó là nơi mà cô trao nhẫn cho Khải, đó là nơi mà cô đã nấu ăn với anh, là nơi mà hai người họ đã tạo nên đứa bé. Lý An, mau đưa tôi đến căn hộ của Khải, anh ấy nhất định đang ở đó. Vị Y đứng dậy và chạy thẳng ra khỏi phòng làm việc. Khải, hãy chờ em. Em và con sẽ mang anh ra khỏi bóng tối, chờ em. Tại căn hộ riêng, Vị Y đẩy cửa bước vào rồi bắt đầu tìm kiếm từ phòng khách, phòng làm việc cho đến phòng ngủ, phòng bếp, phòng tắm. Không, không có Âu Dương Khải, vậy anh đang ở đâu? Vị Y bất lực đứng trong phòng khách nhìn ra bên ngoài. Cục cưng, nói cho mẹ biết ba đang ở đâu đi. Vị Y chậm rãi đi tới một căn phòng, đó là nơi dành cho đứa bé của hai người. Đột nhiên, Vị Y dường như ngửi thấy được một mùi máu tanh, có thể nguồn gốc của nó nằm trong căn phòng đó. Chẳng lẽ là ở trong tủ sao? Cô mở tủ ra, cảnh tượng đập vào mắt Vị Y khiến cho cô cảm thấy vô cùng hoảng sợ. À, dừng lại ngay. Vị Y hét lên rồi giật lấy con dao gọt hoa quả trong tay Âu Dương Khải. Âu Dương Khải đang tự hại bản thân. Nhìn khắp người anh đầy vết thương, nước mắt của Vị Y không kìm được mà chảy ra. Thậm chí cô không dám nghĩ đến chuyện nếu đêm nay cô không tìm thấy Âu Dương Khải thì ngày mai liệu cô có thể còn gặp lại anh hay không? Đưa nó cho anh. Ánh mắt của Âu Dương Khải không còn tiêu điểm nữa. Anh nhìn về phía Vị Y. Đôi mắt kia không còn hơi ấm, không tiêu điểm. Nó mang lại cho người nhìn một sự im lặng chết chóc. Vị Y sợ hãi. Cô chưa bao giờ nhìn thấy anh trong tình trạng như vậy. Quần áo trên người Âu Dương Khải cũng bị anh cắt nát. Vết thương do dao gọt hoa quả gây ra đang chảy máu từ từ. Cả người anh cuộn tròn trong tủ. Trời ơi, Âu Dương Khải, rốt cuộc vết thương mà em gây ra cho anh kinh khủng đến mức nào? Khải! Vị Y ngồi xổm xuống một cách khó nhọc. Cô vươn cánh tay ôm lấy mặt của Âu Dương Khải. Là em này, em là Vị Y mà anh yêu nhất. Anh có thể trả lời em được không? Vị Y tiếp tục gọi Âu Dương Khải. Vị Y, không cần tôi, cô ấy không muốn tôi nữa, cô ấy nói, không bao giờ muốn gặp tôi nữa. Âu Dương Khải không thể không nhắc lại những gì mà Vị Y đã nói trong phòng bệnh vào buổi chiều. Vị Y cảm thấy cực kỳ đau lòng, những lời mà cô nói đã khiến anh tổn thương, làm sao bây giờ đây? Khải, em phải làm gì mới có thể mang anh trở lại? Khải, anh nói cho em biết đi, em nguyện ý làm mọi thứ. Vị Y cúi người hôn lên môi của Âu Dương Khải. Cái lạnh như băng truyền đến từ hơi thở của anh
cũng đủ làm cho cô đông cứng. Đôi môi của Âu Dương Khải dần trở nên ấm áp vì nụ hôn của vị y. Ánh mắt anh bắt đầu có tiêu điểm trở lại. Âu Dương Khải dần nhận ra sự ấm áp của cô và bắt đầu đáp lại nụ hôn đó. Cả hai tay anh chạm vào vị y, nhưng lúc đang cao trào thì anh đột nhiên dừng lại khi sờ phải bụng của cô. Không, không, vị y đang mang thai. Âu Dương Khải nhẹ nhàng đẩy vị y ra, tuy nhiên anh vẫn nắm chặt tay của cô. Khải. Vị y lại hôn Âu Dương Khải một lần nữa, đợi lúc cô bình tĩnh lại rồi mới nói. Anh có nhận ra em không? Vị y. Ánh mắt trong veo của anh nhìn chằm chằm vào cô. Ôi trời ơi, cuối cùng anh cũng trả lời em rồi, suýt chút nữa em đã mất anh rồi. Vị y xúc động nhìn anh. Khải, chúng ta rời khỏi đây nhé, em muốn tâm sự với anh có được không? Vị y hỏi anh bằng giọng điệu vô cùng dịu dàng, chỉ có hai người mới có thể nghe thấy. Âu Dương Khải nhúc nhích một lúc mới chịu đứng dậy khỏi cánh tủ. Anh cúi người xuống bế vị y đi tới bên giường, rồi đặt cô lên đó. Tuy nhiên, anh vẫn quỳ trước mặt vị y để sờ bụng cô, anh muốn cảm nhận đứa bé. Vị y thấy anh sợ hãi và lo lắng như vậy, thì cũng đưa tay trái ra ấn chặt tay anh vào bụng mình, còn tay phải lại vuốt ve gò má của anh. Anh có cảm nhận được không? Khải, con của chúng ta đang di chuyển. Buổi chiều nó đã đá em như vậy đấy, cho nên Jason mới lo lắng chạy tới kiểm tra giúp em. Âu Dương Khải quỳ ở trước người vị y trước, cơ thể run rẩy, không nói một lời nào cả. Khải, em yêu anh, từ 5 năm trước ngay lần đầu tiên gặp, hình ảnh một người đứng giữa trời tuyết cũng đã làm cho em cảm thấy thương tiếc. Rồi mùa hè năm kia, chúng ta thường xuyên nói chuyện điện thoại, luôn là em nói còn anh chỉ nghe, khi đó em càng cảm thấy thương anh, thích anh. Biết anh bị bệnh tự kỷ, em càng đau lòng vì 20 mấy năm qua anh luôn ở trong bóng tối. Sau khi tựu trường, mỗi ngày dù có bận rộn như thế nào cũng sẽ tan học cùng em. Trong lòng của em rất thương anh. Sau khi bà nội qua đời, anh luôn ở bên cạnh em. Mặc dù anh không nói câu nào, nhưng em biết anh sẽ luôn chia sẻ cùng em. Nước mắt của vị y chảy xuống, rớt lên cánh tay của Âu Dương Khải. Khải, nếu như em không yêu anh, em sẽ không từ bỏ sở thích và đam mê của mình là thiết kế để đi học y khoa. Nếu như em không yêu anh, em sẽ không ở nước ngoài cố gắng học tập chỉ vì muốn trở về nước trước thời hạn. Nếu như em không yêu anh, em sẽ không tỏ tình với anh. Nếu như em không yêu anh, em sẽ không mua nhẫn tặng anh. Và nếu như em không yêu anh, em sẽ không ở cùng anh. Nếu như không yêu anh, em sẽ không lưu lại con của chúng ta. Vị y nhìn Âu Dương Khải đang run rẩy quỳ ở trước mặt mình không chớp mắt. Khải, buổi chiều nay anh rất bạo lực. Em tức giận vô cùng mới có thể nói ra là em không muốn ở cùng anh nữa. Nếu như buổi chiều hôm nay lời nói của em có làm tổn thương anh, xin anh vì con mà bỏ qua cho em, được không? Sau này em sẽ yêu anh nhiều hơn. Khải, em yêu anh. Vị y đem tay của anh đặt ở vị trí trái tim của mình. Khải, cảm nhận được không? Bởi vì anh mà nó mới đập như vậy. Lời nói này của vị y đã làm cho thế giới nội tâm của Âu Dương Khải hoàn toàn sụp đổ. Vốn dĩ vị y yêu anh là sự thật. Cho tới bây giờ vị y không có quan tâm tới người đàn ông kia. Bọn họ là bạn bè, người đàn ông đó đã có vị hôn thê. Vị y nói, cô ấy thương anh, thương con của bọn họ. Không sợ anh vì anh bị bệnh tự kỷ, sẽ không bỏ anh một mình. Chỉ vì vị y tức giận nên mới có thể nói ra những lời như vậy. Vị y yêu anh, sẽ không bỏ anh. Anh hỏi một câu rất máy móc, đôi mắt trống rỗng dần dần có tiêu cự. Trong mắt toàn bộ đều là bóng dáng của vị y. Sẽ không, chỉ cần em còn sống, em xin lấy sinh mệnh ra tuyệt đối sẽ không bỏ rơi Âu Dương Khải. Là người em yêu nhất, là ba của con em. Vị y kiên định nói. Được, chúng ta hứa với nhau, vĩnh viễn sẽ không rời xa nhau, sẽ không bỏ rơi anh. Âu Dương Khải gục xuống đùi của vị y, nước mắt chảy xuống làm ướt cả đùi của vị y. Em yêu anh, vĩnh viễn, tin tưởng em. Vị y hôn một cái ở trên đỉnh đầu của Âu Dương Khải. Vị y nhìn vết thương trên người của Âu Dương Khải. Khải, đi lấy giúp em hộp cứu thương ra đây được không? Vị y mở miệng nói, ngẩng đầu lên lặng lặng nhìn vị y một chút. Anh đứng dậy, đi lấy hộp cứu thương, sau đó đem đến trước mặt vị y. Vị y mở hộp cứu thương ra, lấy ra dụng cụ sơ cứu vết thương cho anh. Khải,
sau này không được làm như vậy, được không? Em sẽ rất đau lòng. Vị y nhẹ nhàng hôn lên trên cánh tay đầy vết thương của anh. Được, chỉ cần em ở đây. Âu Dương Khải nói ra lời cam kết của mình. Chờ ở ngoài hành lang bên ngoài rất lâu, Lý An vội vã bước nhanh vào nói. Cậu và mợ, ông chủ gọi điện thoại tới. Khải. Vị y dùng ánh mắt khích lệ Âu Dương Khải nghe điện thoại. Ông nội rất lo lắng cho anh. Ông nội vẫn luôn quan tâm tới anh. Anh là người thân duy nhất của ông ở trên thế giới này. Ông nội. Âu Dương Khải mở miệng nói ra hai từ. Cuộc điện thoại, người cầm điện thoại không cách nào nói ra lời. Từ cánh tay run rẩy cầm điện thoại, có thể nhìn ra người ông này có bao nhiêu kích động. Về sớm một chút. Không có nói nhiều, ông chủ động cúp điện thoại. Nước mắt rơi như mưa. Toàn, Tiểu Khải nó gọi tôi là ông nội. Ông chủ, sau cơn mưa trời lại sáng. Bác Toàn trả lời. Đúng vậy, sau 30 năm, trời lại sáng. Ông cảm khái nói. Vị y, chúng ta về nhà đi. Âu Dương Khải nắm tay vị y, bình tĩnh nhìn cô nói. Vị y nhìn hai mắt Âu Dương Khải đã không còn không có nhiệt độ, không còn không có tiêu cự, không còn âm u, trầm lặng giống như trước nữa. Thì cô đã biết, Âu Dương Khải đã có sức sống trở lại, không còn giống như trước kia nữa. Mà là một Âu Dương Khải sống sờ sờ, có cảm giác, có nhiệt độ, hơn nữa sẽ càng ngày càng tốt lên. Được, về nhà thôi. Vị y nhìn vào đôi mắt chứa đựng toàn hình bóng mình của Âu Dương Khải, khẽ nói với anh. Trong nghĩa trang của gia tộc Âu Dương Hoàng, Âu Dương Khải, Vị y và chú Toàn cùng nhau đến bái tế người thân của nhà họ Âu Dương. Ông cụ Âu Dương ngồi xổm ở trước phần mộ của con trai ruột rất lâu, không nói gì cả. Trạch, cuối cùng Tiểu Khải cũng có được hạnh phúc của riêng nó. Chúng ta cũng không cần phải lo lắng cho hạnh phúc của Tiểu Khải nữa. Đứa bé kia trải qua nhiều thống khổ như vậy, đều là do sai lầm của chúng ta năm đó. Hai mắt Âu Dương Hoàng ướt át, kể ra đối với cháu trai ông thấy rất hổ thẹn, đối với con trai lại thấy vô cùng áy náy. Bây giờ ông đã là một ông lão hơn 60 tuổi. Đối với ông mà nói, từ lâu tài phú danh lợi đã bị xem là gió thoảng mây bay. Lo lắng duy nhất của ông lúc này chính là hạnh phúc của cháu trai ông. Nếu như năm đó ba đón Tiểu Khải về sớm một chút, thì nó sẽ không mắc chứng bệnh tự kỷ, cũng sẽ không chịu nhiều khổ sở như vậy. May thay, hiện tại tất thảy đều tốt rồi. Thằng bé có vị y ở bên cạnh rồi. Vị y là một đứa trẻ tốt. Sau này con bé sẽ bảo vệ Tiểu Khải, sẽ không để Tiểu Khải ở lại một mình. Ông chỉ có một niềm hy vọng duy nhất, đó là cháu trai ông được hạnh phúc tới già. Ba à, con là Vi Y, con là vợ của Khải ạ. Vi Y đứng phía sau, Âu Dương Khải vẫn đỡ lấy cô, tay của bọn họ vẫn nắm chặt lấy nhau, mười ngón quấn quýt đan chung một chỗ. Con sẽ luôn luôn ở bên anh ấy, sẽ không bỏ anh ấy lại một mình, cũng sẽ không khiến anh ấy phải đau lòng khổ sở. Vị y hứa hẹn sẽ sống tốt và nói, anh sẽ ổn thôi. Âu Dương Khải chỉ hứa hẹn với một mình vị y. Nửa tháng sau đó, trong phòng sinh ở trung tâm thành phố là cả một mớ hỗn độn. Người thừa kế thứ tư của nhà họ Âu Dương sắp chào đời. Vị y đã vào phòng sinh, đau đớn một ngày một đêm. Có lẽ cục cưng tựa như rất bướng bỉnh, không chịu đi tới thế giới này một cách dễ dàng. Cục cưng bé nhỏ vẫn không chịu đi ra, quyết tâm dằn vặt mẹ mình và người đàn ông được gọi là ba đang ở ngoài cánh cửa kia một trận. Chỉ là vị y đã chịu đựng quá lâu, không biết tình hình như thế nào. Âu Dương Khải đứng ngoài cửa phòng sinh không nhúc nhích, giống hệt như pho tượng vậy. Chỉ có nhìn vào sắc mặt trắng xám của anh mới có thể nhìn ra được anh đang căng thẳng và lo lắng tới cỡ nào. Trong phòng sinh là người vợ anh yêu nhất, cô ấy đang vì anh mà phải chịu đựng từng cơn đau đớn khi chuyển dạ. Ngoài phòng sinh, anh cũng không thể làm được cái gì, ngoại trừ chờ đợi cũng chỉ có chờ đợi không hơn. Vị y vì đau đớn mà hét lên từng tiếng kêu thảm thiết. Lúc mới bắt đầu anh còn có thể nghe thấy từng tiếng hét rõ ràng của cô. Nhưng đến lúc này, có lẽ cô đã gần như không còn chút sức lực nào để hét nữa. Tiểu Khải, con đã đứng cả một ngày một đêm rồi, mau ngồi xuống đi. Cùng chờ đợi ở bên cạnh anh, ông nội của anh mở miệng khuyên bảo. Từ khi vị y được đẩy vào phòng sinh đến giờ, cháu trai ông không hề làm gì cả, chỉ đứng yên không nhúc nhích. Một hớp nước chưa uống, một miếng cơm nhỏ cũng chưa ăn. Rất lâu sau,
trong phòng sinh cũng không có tiếng kêu của vị y truyền ra. Lẽ nào... Âu Dương Khải đột nhiên chạy về phía cửa lớn của phòng sinh, muốn xông vào đó tìm vợ của mình. Đột nhiên... Oa, oa, oa. Một tiếng khóc vang dội khiến cho những người đang có mặt ngoài phòng sinh phải ngưng thần nín thở. Ra đời rồi, người thừa kế thứ tư của gia tộc Âu Dương đã ra đời. Cuối cùng đứa con của Âu Dương Khải và Vi Y cũng không chơi trò trốn tìm với ba mẹ bé nữa. Cuối cùng cũng chịu đi tới thế giới này, không tiếp tục dằn vặt ba mẹ bé nữa. Vi Y, một thứ được gọi là nước mắt bỗng nhiên trào ra từ khóe mắt của Âu Dương Khải. Chúc mừng cậu Âu Dương, vợ cậu đã sinh được một bé trai, nặng 5 cân 3, là một đứa bé khỏe mạnh. Cả hai mẹ con đều bình an. Một y tá từ trong phòng sinh đi ra thông báo tin mừng cho người nhà đang đứng ở ngoài cửa. Âu Dương Khải nhanh chóng vọt thẳng vào trong phòng sinh, vừa vào đã nhìn thấy vợ của mình. Vị y, em ổn chứ, còn đau lắm không? Âu Dương Khải lo lắng hỏi dò vị y vừa mới sinh xong. Mất sức quá nhiều, vị y không còn cách nào nói ra lời được. Chỉ có thể gian nan nhìn về phía Âu Dương Khải, mỉm cười một cái, biểu thị mình vẫn còn tốt. Sau đó thì dần dần ngủ thiếp đi. Bệnh viện trung tâm thành phố, tầng 8, bên trong phòng trẻ nhỏ, Âu Dương Khải đứng ở phía ngoài lồng giữ nhiệt, nhìn con trai mình cảm thán. Nhỏ như vậy, cũng không đến nỗi quá yếu ớt, da rẻ vẫn còn nhăn nhó, bàn tay nhỏ bé kề sát vào lồng giữ nhiệt. Đây chính là con của anh và Vi Y. Anh sẽ thương nó, yêu nó. Dành tất cả tình thương của ba, tình thân của gia đình, những thứ trước kia anh không có được cho nó. Cục cưng này là con của anh và Vi Y, là kết tinh tình yêu của bọn họ. Bên trong phòng bệnh cao cấp, lại nói tới Vi Y, sau khi hôn mê cả một ngày, cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Cô muốn giơ tay, lại phát hiện không động đậy được. Vừa nghiêng đầu nhìn ra đã thấy Âu Dương Khải đang ngồi ở bên cạnh nắm lấy tay cô mà ngủ. Em tỉnh rồi sao? Âu Dương Khải ngủ không sâu. Cảm nhận được tay Vi Y vừa động đậy, anh lập tức ngồi dậy. Ừ, em muốn uống nước. Vi Y cảm thấy rất khát. Em uống từ từ thôi. Anh nhanh chóng cầm lấy cốc nước ấm trên bàn, nâng Vi Y dậy, giúp cô uống nước. Còn đau không? Có muốn anh gọi bác sĩ qua đây kiểm tra không? Chờ Vi Y uống xong, Âu Dương Khải đặt cốc nước qua một bên, vội vàng hỏi. Em không sao. Khải, anh thấy con của chúng ta chưa? Cục cưng vừa ra tới, Vi Y cũng mất hết sức lực. Không cả có thời gian để nhìn cục cưng một cái thì đã thiếp đi mất. Anh xem rồi, nhỏ xíu, xấu lắm. Lúc nói tựa như Âu Dương Khải còn mang theo vẻ mặt ghét bỏ. Phụt, ôi! Nghe được mấy lời Âu Dương Khải nói, Vi Y muốn cười nhưng lại động đến vết thương, không nhịn được mà ôi một tiếng. Âu Dương Khải thấy thế thì gấp gáp muốn đi gọi bác sĩ, nhưng bị Vi Y ngăn lại. Em không sao đâu. Giữ lại Âu Dương Khải trông gà hóa quốc, cô nói. Chỉ là do mấy lời anh nói làm cho em buồn cười, nhưng cười lại tác động đến vết thương. Con còn chưa lớn mà, đương nhiên là sẽ có chút khó coi. Qua mấy ngày nữa lớn lên sẽ đỡ hơn. Mà coi như là không dễ nhìn, lẽ nào anh còn muốn ghét bỏ con của mình hay sao? Vừa nói cô vừa bĩu môi, làm như Âu Dương Khải chỉ cần nói phải, cô sẽ khóc cho anh xem. Không phải, chỉ cần là do em sinh, coi như có là quái vật thì cũng sẽ đẹp đẽ. Âu Dương Khải vội vã giải thích. Anh mới là quái vật ấy. Vi Y không nhịn được mà nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng không dám cười ra tiếng, bởi vì phía dưới còn đau lắm. Anh đã nghĩ kỹ tên của con chưa? Nghỉ ngơi một lúc, Vi Y mới hỏi Âu Dương Khải. Dương, Âu Dương Dương. Âu Dương Khải chậm rãi nói. Vi Y, đời thứ tư của gia tộc Âu Dương, chỉ có thể có một mình Dương Dương là người thừa kế. Anh sẽ không để em mang thai lần nào nữa. Tại sao thế? Vị y không hiểu tại sao, hỏi lại anh. Lẽ nào anh không thích con của chúng ta sao? Vị y nghe thấy Âu Dương Khải vô cùng khổ sở, cúi đầu khẽ thì thầm. Em sẽ bị thương, sẽ đau, mà anh cũng sẽ đau lòng. Thế nên sẽ không có thêm bất cứ cục cưng nào khác ngoại trừ Dương Dương ra đời. Anh sẽ không để em phải chịu đựng đau đớn thêm lần nào nữa đâu. Âu Dương Khải không thể xác định được lần tới Vi Y có bình an vượt qua được hay không. Thế nên anh đã quyết định lần sinh này là lần đầu tiên cũng sẽ là lần cuối cùng. Vi Y sửng sốt, cô không nghĩ tới anh không muốn cô sinh là vì nguyên nhân này. Cô cũng không biết nên trả lời anh như thế nào, hay nói đúng hơn là nên làm thế nào để giải quyết cách nghĩ quái đản này của anh về mặt này.
Nhưng bên cạnh đó, cô cũng thấy rất cảm động trước tình yêu mãnh liệt mà Âu Dương Khải thể hiện. Người như vậy yêu cô chính là may mắn của cô. Lại đây, cúi thấp người xuống. Vị y muốn anh đến gần mình hơn một chút. Cô khẽ mấp máy môi hỏi Âu Dương Khải. Khải, em chưa bao giờ nói với anh là em yêu anh đúng không? Cô cảm nhận được người đang ôm mình nhẹ nhàng run rẩy. Em yêu anh, rất rất yêu anh. Vị y vừa cười vừa nói ra lời tuyên ngôn về tình yêu. Nửa năm sau đó, Julie và John kết thúc đợt công tác ở tập đoàn X. Hai người cùng nhau về nước. Mọi người đã hẹn nhau, hàng năm nếu có thời gian sẽ đến tập đoàn X tụ tập. Đợi đến khi bọn họ kết hôn sẽ mời Vị Y và Âu Dương Khải đến Anh tham dự hôn lễ của bọn họ. Ba tháng trước, Vị Y nhận được báo cáo tâm lý của Âu Dương Khải. Báo cáo cho thấy tình huống lúc đó của anh đã chuyển biến rất tốt. Thậm chí chuyện khỏi hẳn có tính khả thi cao. Hôm nay là ngày hẹn đi lấy báo cáo kiểm tra tâm lý cuối cùng của Âu Dương Khải. Cả người Âu Dương Khải cuộn mình ở trên ghế salon. Vị Y ngồi ở bên cạnh phát hiện tay anh quá lạnh lẽo. Cô lập tức dùng tay mình nắm chặt lấy đôi tay lạnh lẽo kia, bắt đầu xoa nắn, ủ ấm cho anh. Nhiệt độ nơi bàn tay anh dần dần tăng trở lại, không giống còn băng giá đáng sợ như ban nãy nữa. Nếu như... Âu Dương Khải bất an nói. Thế nên anh vẫn đang lo lắng cái này sao? Vị Y nhìn sâu vào đôi mắt Âu Dương Khải hỏi. Anh sợ, anh... Âu Dương Khải sợ bản thân anh không thể khỏi hẳn, sợ mình vẫn mắc phải căn bệnh tự kỷ trước kia. Sợ Vị Y sẽ thất vọng về anh, càng nghĩ anh càng thấy sợ. Ngốc quá, có gì đáng sợ chứ? Em đã là vợ của anh rồi. Coi như anh không khỏi hẳn thì có làm sao? Trước sau gì đi chăng nữa anh cũng là chồng em. Hơn nữa em và Dương Dương nguyện ý ở bên anh cả đời. Như thế chẳng lẽ còn chưa đủ hay sao? Vị Y nhìn thẳng vào đôi mắt Âu Dương Khải. Đôi mắt này đã không còn những âm trầm u ám trống rỗng của những năm trước nữa. Mà thay vào đó chính là nhiệt độ ấm nóng. Chúc mừng cậu, cậu Âu Dương. Chứng tự kỷ của cậu thực sự đã khỏi hẳn rồi. Bác sĩ lấy ra bản báo cáo ước định tâm lý, đọc lên phán quyết cuối cùng trên đó. Khải, anh đã nghe thấy chưa? Anh không sao rồi, anh đã khỏi hẳn rồi đấy. Vị Y mừng đến phát khóc. Đúng thế, anh đã là người bình thường. Anh không sao rồi. Âu Dương Khải vùi đầu vào cổ Vị Y, nghẹn ngào nói. 30 năm ròng rã, cuối cùng Âu Dương Khải cũng đã chịu mở lòng ra khỏi thế giới của chính mình. Bởi vì yêu, bởi vì ánh mặt trời, bởi vì ấm áp, bởi vì lưu luyến hơi thở trên người Vị Y. Là Vị Y cho anh dũng khí bước ra khỏi đêm đen tăm tối. Là Vị Y đánh đổ thế giới lạnh lẽo anh tự mình xây dựng để trói buộc bản thân mình. Cũng là Vị Y cho anh cảm nhận được sự ấm áp và ánh mặt trời. Bởi vì là em, anh đồng ý vì em làm tất cả. Âu Dương Khải mang theo yêu thương vô hạn, nói với Vị Y lời yêu thương trước giờ anh chưa từng nói. Anh yêu em. Cuối cùng Âu Dương Khải cũng chịu nói ra ba chữ mà Vị Y vẫn muốn nghe nhất từ trước tới giờ. Em cũng yêu anh, vẫn luôn yêu anh. Cô ôm lấy Âu Dương Khải thật chặt. Âu Dương Khải, vậy anh có biết hay không? May mắn nhất của cuộc đời em chính là năm lớp 12 ấy. Nhìn thấy anh dầm mình trong tuyết. Gặp gỡ là duyên, quen biết là phận, hiểu nhau làm bạn là duyên phận. Em phải cảm ơn ông nội Âu Dương đã tìm tới em, nói cho em nghe tất cả về anh. Em đau lòng vì thấy anh khổ sở, đau lòng vì thấy anh bất an. Cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, em vẫn luôn yêu anh, nguyện ý làm ánh mặt trời duy nhất trong cuộc đời anh. 4 năm sau đó, trong vườn hoa của biệt thự Âu Dương Khải đang chơi đùa với con trai. Vị Y cầm một tờ xét nghiệm bước vào vườn hoa. Mẹ ơi, mặt chồng mẹ đen tối quá, mẹ mau đưa chồng mẹ đi đi. Âu Dương Dương 3 tuổi, tự mình cảm thấy bản thân không phải chỉ thông minh bình thường. Thế nên bé cảm thấy bản thân và ba mình rất không hợp nhau. Ai kêu ba bé khi không có chuyện gì cũng đen mặt lại. Dương Dương, con tự trở lại đi tìm ông nội được không? Mẹ có việc muốn nói với ba. Vị Y nắn nắn khuôn mặt nhỏ bé của con trai mình. Chỉ hận không thể đi tới cắn một cái. Nhìn sao cũng thấy mềm mại mê người. Khải. Vị Y đi tới ôm lấy Âu Dương Khải từ phía sau, cảm thụ ánh mặt trời ấm áp trong vườn hoa vây quanh hai người. Mãi một lúc sau. Khải, em mang thai rồi. Đã được 5 tuần. Vị Y nhẹ nhàng thả một bom nhỏ vào trái tim Âu Dương Khải. Trầm mặc một hồi lâu. Sinh nó ra rồi anh sẽ dạy dỗ nó một trận. Âu Dương Khải xoay người lại,
ôm lấy vị y, giọng điệu có một chút dầu dĩ nói. Thôi được rồi, anh sẽ yêu thương nó. Âu Dương Khải chấp nhận đầu hàng và nói. Em yêu anh. Vị y cũng đáp lại lời của anh. Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe phần ngoại truyện. Ngoại truyện Âu Dương Khải, em là vì anh. Tôi tên là Âu Dương Khải, là người thừa kế duy nhất đời thứ ba của gia tộc Âu Dương. Tôi là một người dư thừa, mẹ chưa bao giờ yêu tôi. Từ khi tôi có ký ức tới nay, tôi thấy mình là một người dư thừa không hơn không kém. Mà ba tôi đã từng yêu tha thiết một vũ nữ. Đáng tiếc cuối cùng người phụ nữ kia lại chết ở trên giường người đàn ông khác. Tất cả những điều đó đều là ông nội chủ đạo. Ông ấy nói với ba tôi rằng ông ấy sẽ không để một kỹ nữ bước chân vào gia tộc Âu Dương. Thế nên, ông đã đứng sau đạo diễn tất cả những thứ này. Mẹ bản lĩnh hơn ba, bà là thiên kim tiểu thư đã có người khác trong lòng, nhưng lại bị người nhà phản đối, buộc phải gả cho ba. Ngay trong đêm tân hôn đó, ông nội đã sai người cho bọn họ uống xuân dược. Tôi được sinh ra trong lần ấy. Sau khi kết hôn, bọn họ không sống trong ngôi nhà cũ với ông nội, mà dọn ra ngoài sống trong căn hộ riêng của bọn họ. Từ khi tôi có ký ức, mẹ không đánh thì cũng mắng tôi. Coi như sau đó tôi có hiểu chuyện, ngoan ngoãn nghe lời cũng vẫn như vậy. Tôi chính là một người dư thừa. Nếu như không có tôi, thì mẹ sẽ không bị ràng buộc ở nhà họ Âu Dương đi. Bởi vì ông nội nói rằng, trước khi tôi tròn 10 tuổi, nhất định phải nhận được sự chăm sóc của mẹ. Dần dần tôi bắt đầu có cảm giác mình đúng là người dư thừa. Tôi không có bạn bè, lại càng không có ai để dốc bầu tâm sự. Ngoại trừ cái người tên Lý An kia, vẫn luôn quấn quýt lấy tôi. Chờ đến ông nội phát hiện mọi chuyện không đúng, lúc đó tôi đã đem mình khóa lại trong một cái thế giới đen tối, u ám. Ông mời chuyên gia tới, họ nói tôi bị mắc chứng tự kỷ. Thực ra tôi không có vấn đề gì hết, bởi tôi vốn là một người dư thừa không hơn không kém. Ngày đó trong lúc vô tình, tôi đi tới trường cấp 3 kia. Tuy rằng ngoài trời có tuyết rơi, nhưng tôi cũng không cảm thấy lạnh. Cô gái kia che dù đi tới, đưa cho tôi một cốc trà sữa, rất là ấm. Cô ấy còn nói phải biết giữ ấm cho cơ thể. Xem ra cô ấy thật là ấm áp. Cái mà tôi đang suy nghĩ là nhiệt độ sao? Cuối cùng cũng có người cảm thấy tôi không phải là người dư thừa rồi sao? Tôi kéo tay cô ấy, rồi biết tên của cô ấy, Vị Y. Sau khi trở về, tôi lập tức tra xét hết thảy tư liệu về cô ấy. Từ nhỏ đến lớn, không bỏ sót bất cứ thứ gì. Gia đình cô ấy rất giống lời mọi người thường nói, rất hạnh phúc. Nếu như cô ấy muốn tôi, như vậy tôi sẽ không phải người dư thừa nữa. Như vậy tôi cũng có thể thoát khỏi thế giới tăm tối u ám kia, đúng không? Có phải là tôi sẽ không còn là người dư thừa nữa? Có phải là tôi cũng có thể rất hạnh phúc phải không? Cả kỳ nghỉ đông năm ấy, tôi đều gọi điện thoại cho cô ấy. Thực ra tôi rất nhớ cô ấy, rất muốn gặp cô ấy. Nhưng tôi sợ cô ấy sẽ không chịu. Thế nên tôi không dám nói. Ngày đó, Vị Y nói cô ấy muốn tới thăm tôi rất vui. Nhưng qua hôm sau tôi đợi cô ấy cả một ngày, cũng không thấy cô ấy đến. Tôi biết có lẽ cô ấy hối hận rồi. Thế nhưng, nửa đêm hôm ấy tôi lại nhận được điện thoại của Vị Y. Cô ấy nói là bởi vì bà ngoại cô ấy nằm viện, cho nên mới không tới được. Điều đó có nghĩa là, không phải cô ấy không muốn tôi. Chờ sau khi cô ấy khai giảng, việc mỗi ngày đón cô ấy tan học là chuyện đáng mong đợi nhất trong ngày của tôi. Cũng là chuyện hạnh phúc nhất. Nhưng sau đó, bà ngoại Vị Y qua đời, cô ấy vô cùng khổ sở. Tôi rất muốn bản thân có thể đau thay cô ấy. May là cô ấy cũng dần dần hồi phục. Thế nhưng sau đó Vị Y quyết định học y, còn muốn ra nước ngoài du học. Khi nghe được tin này, lòng tôi vô cùng đau đớn, đau quá đi mất. Lẽ nào Vị Y cũng muốn rời khỏi tôi sao? Tôi đúng là người dư thừa sao? Em vì anh. Khi tôi nghe được câu này, quả thực tôi không thể tin được. Vị Y là vì tôi, cô ấy là vì tôi nên mới quyết định học y. Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát đã qua 3 năm, Vị Y chưa một lần về nước. Ông nội nói cô ấy rất bận, mỗi ngày đều rất mệt mỏi. Tôi rất nhớ cô ấy, muốn nhìn thấy cô ấy bằng xương bằng thịt. Tôi muốn ôm cô ấy, cảm thụ nhiệt độ ấm áp của Vị Y và nhiệt độ nóng bỏng của ánh mặt trời. Khi tôi đến bệnh viện ở nước Anh tìm cô ấy, tôi cảm thấy những gì trước mắt bản thân mình nhìn thấy tựa như sấm sét đánh giữa trời quang. Cứ thế mà đánh nát thế giới của tôi. Bởi vì tôi thấy bên cạnh Vị Y có một người đàn ông khác.
người đàn ông đó khỏe mạnh hơn tôi, tựa như ánh mặt trời ấm áp. Mà tôi thực sự chỉ xứng sống trong bóng tối thôi sao? Sau đó khi trở về nước, tôi chỉ có thể dùng dao gọt hoa quả làm thân thể mình bị thương để vơi bớt nỗi đau đớn, mất mát trong lòng. Lý An đưa tôi đến bệnh viện, nhưng tôi cảm thấy anh ta làm chuyện thật dư thừa. Không còn vị y, tôi sống sót cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Từng trải qua ánh mặt trời ấm áp, làm sao tôi có thể chịu đựng được đêm đen? Tôi cũng không dám gọi điện cho vị y nữa, bởi vì tôi sợ. Sợ cô ấy sẽ nói với tôi rằng cô ấy không cần tôi nữa. 2 năm sau đó, vị y về nước. Cô ấy tìm đến tôi, nói với tôi rằng cô ấy đã tuân thủ lời hứa hẹn trở về. Cô ấy sẽ không rời xa tôi nữa. Quý vị khán thính giả thân mến, bộ truyện ngôn tình cảm động và sâu sắc ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Hạ Vũ rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh YouTube Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình để chúng mình có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Kính chúc khán thính giả thật nhiều niềm vui, sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bộ truyện mới tiếp theo.